Mục đích buổi hôm nay á, đó là giống như một buổi nói chuyện để các bạn khóa trước chia sẻ cho các bạn khóa sau cái cách mà mình tổ chức cái khóa học như thế nào, tổ chức cái nhóm học như thế nào, và cái mỗi cá nhân là sắp xếp thời gian như thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây á, là đều đi học, không phải là học tiếng Anh là học full time giống như các bạn nội trú ở Hama, mà là vừa đi học này, vừa đi làm này, và hầu hết chúng ta đều có gia đình. Đó là cái khó. Nhưng mà có rất nhiều bạn học rất là xuất sắc khi ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Và hôm nay thì các bạn sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách các bạn ấy làm như thế nào, cách để các bạn tổ chức như thế nào để các bạn khóa sau có thể học hỏi. Và bây giờ là mình sẽ lead cái nhóm trước, thì chị Liên khóa K74 là một cái nhóm trưởng cực kỳ xuất sắc, cực kỳ xuất sắc. Chị Liên sẽ là chia sẻ với các bạn cách để lead các nhóm như thế nào để có mọi thành viên cảm thấy hào hứng học, nộp bài là răm rắp, học tiến bộ vui và rất là có kết quả hàng rất là ấn tượng. Thì chị Liên sẽ trình bày trước nhá. Dạ, chị Liên Chào có tất thể cả. chia sẻ màn hình cái slide của chị. Ok, chị sẽ share phần slide. Dạ, rồi, ngon. Rồi, mọi người đã thấy phần slide của mình chưa ạ? Có. Ok. Chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Liên Louis, nhóm 2 K74. Rất hân hạnh hôm nay được Hằng mời tới để chia sẻ cho các bạn về cách lãnh đạo một nhóm như thế nào cho nó hiệu quả. Và sau đây mình xin trình bày phần bài của mình. Và chị Cần Liên chị. bật cái này lên to ra đó, đúng rồi, chính xác, Được chưa, mọi người thấy chưa? được rồi, Rồi. ngon. Tại sao các bạn nên trở thành một lãnh đạo giỏi? Thì việc trở thành một một leader là do bạn lựa chọn hoặc là được bầu chọn và bạn chấp nhận làm. Thì dù trong cái việc nào thì cũng tức là chủ động hay là bị động, thì khi đã lãnh cái trách nhiệm này thì bạn nên tự hào vì mình là một leader, và mình sẽ chỉ ra cho bạn ba lý do mà bạn tự hào mình là một leader, và quan trọng hơn là mình phải trở thành một vị leader giỏi. Thứ nhất đó là bạn là đầu tàu, vì thế bạn có cái động lực để đưa bản thân vào khuôn khổ kỷ luật trước khi mình truyền cái kỷ luật và động lực sang cái các thành viên khác trong nhóm. Thứ hai đó là bạn có cơ hội thực hành làm leader, cải thiện nó hàng ngày và khiến cho kỹ năng cũng như cái cảm xúc của mình ngày một tốt hơn, có ích cho công việc và cuộc sống sau này của mình. Thứ ba đó là bạn có cơ hội lãnh đạo chính bản thân mình, khám phá bản khả năng mình trong một cái vai trò mới, một đội nhóm mới. Và để cái dẫn dắt cái nhóm thành công thì mình cần phải xác định cái mục tiêu của nhóm. Như nhóm K, tất cả mỗi nhóm thì mình tin là khi vào học đây đều có một cái mục tiêu riêng cho mình. Và với cái nhóm 2K74 thì mình có bốn cái mục tiêu. Thứ nhất đó là trước hết là các thành viên đều cần phải cam kết với bản thân tuân thủ nội quy và tuân thủ cái nội quy của nhóm. Thứ hai đó là mình tham gia các cái học phần đúng đủ đều. Thứ ba đó là tôn chỉ của nhóm mình đó là hoàn thành hơn hoàn hảo. Tại vì mỗi ngày thì các bạn trong nhóm phải thực hiện rất là nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là mình sẽ tham gia học coach hoặc là học nhóm với nhau. Thứ hai là hoàn thành cái bài tập ôm. Và thứ ba là cái học phần Luca này rất nặng, là các bạn còn phải có 7 cái mục bài tập cần phải hoàn thành. Cho nên là tôn chỉ là hoàn thành hơn hoàn hảo để các bạn hoàn thành từng cái ngày, từng bài tập từng ngày, và tiếp đó là sẽ hoàn thành các cái học phần. Thứ ba, mục tiêu cuối cùng đó là cùng nhau về đích. Và để đạt được cái mục tiêu của nhóm thì sẽ có các phương pháp thực hiện như sau. Đó là cái tính thống nhất, hai đó là tạo động lực, ba đó là duy trì kỷ luật, bốn là gắn kết trong nhóm, thứ năm là thưởng phạt rõ ràng, và sáu là các hoạt động bổ sung. Thì sau đây mình xin đi vào chi tiết các phương pháp thực hiện. Thứ nhất đó là cái đảm bảo tính thống nhất. Thống nhất ở đấy tức là cả nhóm cần phải đảm bảo, đầu tiên đó là thống nhất về cái nội quy của nhóm mình. Khi vào xây dựng nội quy thì chúng ta phải lấy ý kiến theo đa số cho bất cứ các quyết định nào. Trưởng nhóm không nên là cái người áp đặt ý kiến, cũng không nên đưa cái cảm xúc vào việc lãnh đạo nhóm, mà phải tôn trọng cái ý kiến tập thể. Của nhóm mình thì thường thường là lấy ý kiến qua cái biểu quyết trên Zalo, và mình sẽ chọn là ý kiến nào theo đa số. Tất nhiên và cái ý kiến của đa số đó cũng phải là đúng và hợp tình hợp lý thì mình mới chọn, và trưởng nhóm là người sẽ quyết định cuối cùng. Cái thứ hai là chúng mình phải thống nhất cái cách trình bày bài tập. Đây, như các bạn thấy đấy, là trình bày bài tập theo mình ký hiệu theo nhóm, đó là sẽ là ký hiệu năm trước đến tháng và đến ngày, và đến cái ký hiệu của nhóm thì duy nhất
buổi coach 01 thì mình sẽ ký hiệu 01 và bài 1 chẳng hạn. Đấy, như các bạn thấy đấy là cái tất cả nhóm mình đều trình bày theo một kiểu nó rất là và có nhìn rõ ràng, tức là ví dụ mình nhìn vào đấy là các bạn thấy là nơ năm ba, tức là buổi học nhóm thứ năm ba ngày 20 tháng 11 và bài học của ngày thứ 11 đó. Và ví dụ sáng ví dụ buổi code số 27 chẳng hạn, thì nếu mình thể nhìn vào các cái ký hiệu này mình sẽ biết là con đường mình đi đã được đến khoảng 80 buổi rồi đó, nó rất là khoa học. Đây, đấy là các cái buổi học xin lỗi, đấy là các ký hiệu của buổi học code là C28 chẳng hạn, là buổi học code này. Còn đây là buổi bay ốm, bay ốm thì mình cũng quy định cho các bạn là code theo cái ký hiệu này. Chủ đề là ngày 12 tháng 12 ngày thứ 41 và cái vòng ốm thứ hai là mình ký hiệu như thế này, tất cả các bạn đều phải tuân theo như thế này. Và tất nhiên khi trình bày này thể có những bạn là quên hoặc là cố tình không tuân theo, thì mình cũng là trưởng nhóm mình phải thường xuyên nhắc nhở giám sát, thì sau một thời gian các bạn sẽ chỉnh lại được theo cái mẫu của mình mong muốn. Thứ hai đó là đây là tiêu đề bài tập, và chúng ta có cái thống nhất về cả phương pháp học tập nữa. Trưởng nhóm sẽ được mỗi trong một tuần sẽ làm thành một kế hoạch tổng 7 ngày và từng ngày mình sẽ triển khai cả kế hoạch chi tiết ngay, và nhóm chỉ có là đến ngày đó là cứ theo kế hoạch đó mà tiến hành thôi. Mình sang thêm mặt thứ hai là tạo và duy trì động lực. Thì chúng ta biết là cái tâm lý của từng thành viên sẽ trụt theo từng ngày, và có những ngày vui vẻ, cũng có những ngày là một số thành viên cảm thấy rất là chán nản, muốn bỏ cuộc. Khi đó trưởng nhóm cần phải là người phát hiện và khởi động lại phong trào, có những chia sẻ giúp cái nhóm gắn kết hơn và giúp các bạn phấn chấn hơn. Chúng ta cần phải trưởng nhóm là người phải tận dụng tài năng các cá nhân trong nhóm để giúp đỡ và chia sẻ nhau, bởi vì trưởng nhóm có thể là người không phải là người tâm lý nhất, nhưng mà phải là người biết quan sát và nhận ra được ai giỏi mặt nào, mạnh mặt nào để dùng vào lúc nào. Ví dụ trong nhóm của mình thì có một thư ký rất là cực kỳ giỏi, có một thủ quỹ, có một thanh tra là người chuyên đi kiểm tra bài của các bạn, và có cả một nhà tâm lý nữa, và thậm chí có cả một bác sĩ nữa. Cho nên là nhóm mình đầy đủ tất cả thành viên, khiến cho cái sự thành công của nhóm là mỗi người bổ sung nhau một tí cái mặt mạnh của mình và để hạn chế cái mặt yếu của các thành viên khác. Đó. Thì trưởng nhóm cũng là người phải chỉ ra cho mọi người, các thành viên là vì sao lại tiếp tục cố gắng, như là mình phải xem xét lại cái mục tiêu ban đầu của mình, cố gắng vì bản thân mình, vì tập thể, và nghĩ ra cái viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai khi mà mình đã kiên trì tốt, học tốt từng ngày. Đến mục thứ ba đó là cái mục đó là mình cho là khó nhất, đó là mục thiết lập và duy trì kỷ luật nhóm. Như các bạn, đấy là cái bảng nhận xét hàng ngày của mình. Sau mỗi buổi học nhóm hay buổi học cốt thì mình đều có cái nhận xét riêng của trưởng nhóm. Đấy là mục mình ký hiệu là các bạn đã hoàn thành bài tập ốm và bài tập hàng ngày này. Đấy là các cái ký hiệu, ví dụ như là mỗi mô đun thì cô giáo cho phép mình sẽ nghỉ hai buổi nhóm, hai buổi cốt hoặc ba buổi nhóm, thì mình sẽ ghi các theo ký hiệu. Ví dụ như bạn nào mà nghỉ một buổi thì mình nghỉ màu xanh, nghỉ hai buổi thì mình bốn màu vàng, và nghỉ ba buổi thì là sẽ là màu đỏ, giống như đen xanh đen đỏ ấy. Thì các bạn sẽ nhìn vào đấy, các bạn sẽ biết là cái buổi số buổi mình còn được nghỉ là bao nhiêu. Và việc duy trì kỷ luật của trưởng nhóm nó được thực hiện khi mà trưởng nhóm cần phải là làm gương, muốn người khác tốt thì mình phải tốt trước tiên, muốn các bạn kỷ luật thì mình phải kỷ luật trước tiên, không có chuyện mà mình khuyên các bạn kỷ luật mà mình là người không có kỷ luật. Thứ hai, thậm chí khi trưởng nhóm là người phải là người học giỏi nhất, chuẩn mực nhất mọi mặt có thể, tức là có thể thôi, tất nhiên mà nếu mà bạn có thể không có cái việc học có thể là chưa bằng một số bạn trong nhóm, nhưng mình phải là cái người chỉnh chu về mặt kỷ luật và cái động lực học. Đấy. Thậm chí khi mà mình đã như vậy thì cái lời nói và hành động của mình nó mới đi song hành và khiến các thành viên tin tưởng và nghe theo. Ngoài ra thì trưởng nhóm cũng cần là một cái người có cái tinh thần thiên phong, không ngại gian khổ lãnh những trách nhiệm khó khăn, để cho mọi người có cảm giác yên tâm, tin tưởng và cảm thấy an toàn trong nhóm. Ví dụ như là tinh thần xung phong trong các buổi cốt chẳng hạn, thì cô giáo gọi thì trưởng nhóm nên là người phát biểu đầu tiên. Đấy. Thứ hai là cao hơn cả cái các bạn có cái người trong nhóm để mà nhìn vào nói theo, và khi mà các bạn được các không thành viên công nhận thì cái lời nói của các bạn sẽ là có cái sức nặng giúp thành viên thay đổi trong những hoàn cảnh cần thiết. Ở nhóm bên cái tip mà để cho các bạn nộp bài đúng giờ là mình sẽ quy định thời gian nộp của nhóm trước thời gian của cô giáo khoảng tầm 1 tiếng đến 30 phút. Tức là ví dụ 9 giờ cô giáo bắt nộp bài đến Padlet thì mình sẽ là 8 rưỡi hoặc là 8 giờ, tùy vào cái độ nặng của cái từng module thì mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Đây.
Đây các bạn thấy là nhờ tinh thần kỷ luật thì cái việc nộp bài đấy, nộp bài và nộp óm của cái nhóm mình đó là tỷ lệ nộp bài tập là 100%, không có bạn nào mà không nộp bài. Và tỷ lệ muộn bài tập tức là trong cái buổi ngày hôm đó là muộn thì chiếm 92%, và tỷ lệ óm đúng giờ là 96%. Như cái phần nhóm mình là từ cái phần dưới này là trong cái khoảng thời gian này chỉ có một bạn bị muộn thôi, màu vàng là muộn. Còn các cái nhóm khác là cái nhóm khác thì có đây là nó bị là bị nhiều hơn. Đó. Đây là cái bảng đánh giá hàng ngày của mình về cái việc nộp bài tập của các bạn, lần nộp còn không tức là các bạn bị thiếu bài. Thì tất nhiên sẽ có những bạn các bạn là bần quá thì mình cũng cái đó là mình phải chấp nhận. Và thứ ba đó là cái tạo sự gắn kết trong nhóm. Như các bạn biết thì mỗi người trong mỗi thành viên là một cái cá tính khác nhau, để gắn kết được thì trưởng nhóm phải biết quan sát và nhận ra đặc điểm của từng người trong và ngoài học tập thì việc gắn kết sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta nhìn nhận các thành viên cả cái điểm yếu và điểm mạnh, tận dụng điểm mạnh để giúp nhóm tốt hơn và hạn chế điểm yếu để cái cá nhân đó không được cái ảnh hưởng xấu từ nhóm. Để có các cái thành sự gắn kết đó thì trưởng nhóm chắc chắn là không phải là sẽ là người sẽ không ngừng quan tâm chia sẻ. Sự ấm áp của cái bàn của bản thân mình sẽ giúp cái nhóm đó nó ấm áp hơn, và trưởng nhóm cũng không nên ngại tương tác. Chính trưởng nhóm phải là người nói nhiều nhất nhóm, tức là khuấy động phong trào trong nhóm. Thì vì bạn có khuấy động thì các bạn khác nó mới 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 làm theo, mới cái nhóm đó nó mới mới ấm áp được, sôi động được, không chỉ là nó sẽ rất là lạnh lẽo. Và việc gắn kết này rất quan trọng. Thì khi khi mà gắn kết được thành một cái nhóm thì các bạn từng thành viên họ sẽ xem mình là thành viên một bộ phận quan trọng của nhóm, của tập thể, và thành tích của chính bản thân mình nó ảnh hưởng đến thành tích của tập thể. Và khi các bạn đã yêu đã gắn kết với nhóm thì các bạn sẽ cực kỳ nỗ lực và không để nhóm bị ảnh hưởng bởi cái thành tích cá nhân của mình. Và tình trạng cuộc thứ hai đó là thưởng phạt rõ ràng. Ở nhóm mình thì từ việc xây dựng nội quy thì đã thiết lập các cái chế độ thưởng phạt đó. Hàng tuần thì thư ký hàng tuần và hàng tháng thư ký có việc tổng kết sao của từng ngày, ví dụ đi học vào muộn hay là không nộp bài trễ đều là bị phạt 20.000. Đấy, bà nào mà chăm chỉ cả tuần thì sẽ được đầy đủ các số sao như như bảng các bạn thấy đấy. Đây ví dụ trễ bài tập này, trễ cái học phần chính tả này, rồi vắng này, trễ học này đấy. Đây đây là phần thưởng của các bạn sau khi khoảng một tháng hay một quý sẽ được thưởng về sách, và phạt thì mỗi lần phạt là 20.000 và tổng kết theo quý theo tháng đấy. Như thì như như ta mình cũng có một kinh nghiệm đó là nếu mà cái nội quy đã hình thành thì mình phải áp dụng thật là triệt để, không có hiện tượng đầu voi đuôi chuột các bạn nhé. Bỏ không có hiện tượng bỏ lửng nội quy hay là thỏa hiệp như vậy, như trái với nội quy đấy. Thường thường có nhiều nhóm thì đưa ra được hồ nội quy rất hoành tráng, nhưng mà sau kiểu nhiều người bỏ quá hoặc là nhiều người vi phạm kỷ luật quá thì đâm ra nội quy cũng bỏ luôn, không theo nữa, thành cuối cùng là cái nhóm nó không có một cái kỷ luật gì hết. Đó là cái việc nên rất nên tránh. Thứ ba, cái cuối cùng đây, hàng mình có một thư ký rất là giỏi, bạn đây rất là tận tụy với công việc của mình, và hàng hàng tháng các bạn đều làm cái video để vinh danh hai người học chăm chỉ và được nhiều sao nhất nhóm. Đấy là những cái video, vì không có tải được cái video nên mình chỉ lấy cái hình minh họa thôi, nhưng mà cái video nó rất là xúc động, nó làm các bạn cảm giác nó cảm giác tự hào về bản thân mình trong một cái nỗ lực trong một cái tháng vừa rồi đó. Đây, đây ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái hoạt động bổ sung nhóm, thì cả nhóm thì có thể dành một chút thời gian sau cái buổi sáng chủ nhật ấy, thì khi mà học xong nhóm thì mình có thể chia sẻ về các cái chủ đề mình thích quan tâm cho cả nhóm. Như hiện tại nhóm mà 2K74 thì đang có cái chủ đề xuyên suốt đó là chủ đề hiểu và thương, tức là các thành viên trong nhóm sẽ lần lượt thay nhau hàng tuần ấy, chia sẻ về cuộc đời của mình, các giai đoạn cuộc đời của mình để các thành viên khác hiểu được là cái gì tạo nên con người mình và hiện tại và mình cần giúp đỡ gì không. Ngoài ra thì nhóm có cái các chia sẻ về các quyển sách hay, thành viên nào thấy quyển sách nào hay thì có thể share trong nhóm và có thể để nói qua cái nội dung đó cho nhóm hiểu, chia sẻ các cái kiến thức mà thành viên nào thấy có ích, như là chủ đề về phòng cháy chữa cháy này rất quan trọng này, chủ đề về phòng tránh Covid này, chủ đề tâm linh Phật pháp dạy con hoặc là tâm lý trong cuộc sống. Thì ngoài ra thì nhóm mình còn tất cả thành viên đều tham gia cái nhóm nhảy dây, đấy là cái nhóm mình đặt tên là nhóm rèn luyện sức khỏe đỉnh cao. Hàng tháng mình có tổng kết và ghi tất cả các cái số liệu của các bạn và có biểu đồ để phô thăng ngay cho các bạn có động lực nhảy, vì cái nhảy dây này mình thấy là lợi ích rất là tốt, mọi người có thể tham khảo, và nếu mà muốn vào nhóm thì mình vẫn tiếp tục là nhận thêm thành viên. Và nhảy dây này cũng
cũng là hoạt động gắn kết rất là vui vẻ. Phần thưởng cũng là một quyển sách và phạt thì cũng giống như bên nhóm học hành, tức là 20.000 đó. Thì có là tất cả những cái phần mình trình bày về cái cách để mình tạo nên một cái nhóm như nhóm 2K74 hiện tại, thì các bạn có thấy mình cần phải trở thành một cái leader giỏi không, và các bạn biết cách lãnh đạo để đưa mình, nhóm mình về đích qua những cái chia sẻ của mình không? Thì cái câu trả lời mình nghĩ là có thể từ bạn trả lời mà thôi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe cái phần trình bày hôm nay, và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Liên rất là nhiều. Bây giờ các bạn trong nhóm panelist có thể đặt câu hỏi thêm để cho chị Liên giải thích, để mọi người có thể hiểu thêm về công việc của nhóm đang làm. Ví dụ như Trang, em cảm thấy như thế nào khi tham gia vào nhóm chia sẻ hiểu và thương buổi sáng chủ nhật? Tớ Thu chia sẻ về nhóm nhảy dây. Trang bật mic lên đấy. Đã, em là coach công việc nhóm 2K74 ạ. Thì thực sự là chị Liên là một leader rất là tuyệt vời á, rất là xuất sắc. Đối với bản thân em thấy như vậy ạ. Thì cái việc mà duy trì được cái sự thương, cái sự gọi là đầy đủ của nhóm ấy, đây đủ và thường xuyên một cách đúng giờ á, rất là tuyệt vời luôn. Kể cả bản thân em ấy, trước đây em thuộc cá 68 ạ, cái nhóm cá 68 của em cũng là lead của nhóm 1K68, nhưng mà thực sự là không làm được tốt như chị Liên đâu đó. Ngoài cái việc là mọi người cùng nhau học tập ấy, mọi người còn cùng nhau chia sẻ rất là nhiều điều hay trong cuộc sống này. Chị Nga, về cái buổi sáng chủ nhật ấy, thì chị Nga sẽ chia sẻ về các cái những cái hiểu biết của chị Nga, về trong cái lĩnh vực của chị Nga rất là tuyệt vời luôn ạ. Và anh Băng thì chia sẻ về các cái hiểu biết của anh Băng về cuộc sống này. Ví dụ em rất thích anh Băng nói về những cái mà anh Băng học được từ thầy Minh Niệm á, nó rất là hay. Mặc dù mỗi ngày mình nghe một ít thôi, nhưng mà nó cứ thẩm dần vào mình á. Đó, em rất là ấn tượng với cái, rất ấn tượng và rất thích, rất nói chung là rất là hào hứng người chơi đó. Đến ngày chủ nhật xem thử là mình sẽ tiếp tục được nghe cái chủ đề gì từ các anh chị. Tức là không những là chị học được về tiếng Anh mà con học được những cái điều hay trong cuộc sống từ các cái lĩnh vực của mỗi anh chị ạ. Dạ. Ok, chị cảm ơn Trang. Bạn Thu như thế nào, cảm thấy như thế nào với nhóm sức khỏe đỉnh cao khi tham gia với K74? Dạ, thưa anh chị, là em tham gia vào nhóm thì với em là người mà tự xin chị Liên là tham gia vào nhóm, chứ chị lúc đấy là chị Liên không đi chưa tuyển dụng như thế này. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ là mình tham gia, gọi là tham gia cùng với anh chị thôi, giao lưu với anh chị thôi, nhưng mà em không nghĩ là qua mỗi ngày thì mỗi lần nhảy lại mình cái đầu óc của mình cảm giác là rất là fresh, rất là thoải mái, và mình tự dưng lúc đấy mình cảm giác mình thông minh hơn, mình nghĩ ra được những cái vấn đề mà mình cảm giác mình đang bị bế tắc. Khi mà cái thể chất của mình đang là tốt nhất và cái não của mình đang là có nhiều, mình thể thao mà, mình sẽ sản xuất ra những cái hormone nó tốt cho mình, cảm thấy vui vẻ, mình cảm thấy hạnh phúc và mình cảm thấy sáng suốt. Thế em xong em càng, đấy cũng là một lý do vì sao mà em làm tăng được những cái ngày nhảy của mình. Lúc đầu chỉ làm nên được 600-700 là mình cảm thấy vui lắm rồi, nhưng mà cũng chính là leader tuyệt vời nhất là chị Liên, là chị kích mọi người lên dần dần. Em cũng không nghĩ là em có thể nhảy được 1.003 cái. Thế là, và nó thật sự nó rất tốt, không chỉ về sức khỏe mà còn về những cái nhận thức của mình nữa, cho nên là gần như là ngày nào em cũng cố gắng trả bài, không phải là chỉ vì tiền phạt 20.000. có những hôm là gần 11 giờ rồi vẫn nhảy để trả bài nhảy dây. Chị cảm ơn Thư, chị cảm ơn Thư đã chia sẻ. Và một người thứ hai ở trong K74 nữa, hàng muốn giới thiệu với các bạn là bạn Tuyền. Tuyền đâu rồi anh? Rồi. Dạ, em đây. Dạ. Rồi. Nhìn mặt trẻ giống như là sinh viên vậy đó, nhưng mà thực sự là mày hai con đây đấy. Dạ. Em chào cô. Dạ, em chào cô với lại tất cả các anh chị, các bạn hôm nay có mặt ha. Thì các anh chị đã thấy rồi đó, chị Liên là trưởng nhóm của nhóm em, thì đó là một cái sự may mắn vô cùng khi mà em được vào tham gia lớp tiếng Anh mà còn lại được trong nhóm chị Liên nữa. Mà mọi người thấy chị Liên kỷ luật đúng không? Thì đối với một người kỷ luật như vậy, kỷ luật rất là sắt thép đó,
kiên cố đó, thì em phải học như thế nào, em phải làm như thế nào để mà em vừa hoàn thành công việc tại công ty của em nè, rồi em phải vừa hoàn thành cái trách nhiệm của là một người mẹ của hai đứa con, rồi em vừa hoàn thành công việc những bài tập mà hàng ngày. Thì em chia sẻ về những cái mà em đã làm, em đã trải nghiệm trong 3 tháng rưỡi vừa rồi nha. Dạ thì bây giờ để em chia sẻ cái đây. Đầu tiên á thì em giới thiệu là cái thời điểm mà ngay đầu tiên á, mà em lúc mà em làm vào làm bài tập mà hàng ngày á, thì em bị nộp trễ khoảng tầm 5 tới 10 phút so với deadline. Thì lúc đó là em làm bài rất là vội vàng mà nó không có chất lượng gì hết á. Và hầu như là em ngay theo thời điểm đó thì em tự nhận ra rằng là mình phải có một cái chiến lược nào đó, mình phải có một cái kế hoạch. Thì giờ cái mấu chốt mà để mình hoàn thành tất cả các công việc mà hàng ngày mà mình vừa phải học, mình vừa phải làm việc, đó là phân bổ thời gian. Đó là cái cách sử dụng thời gian, giờ nào việc đó. Thì từ lúc đó thì em bắt đầu em lên cái kế hoạch để em phù hợp với cái nhóm của mình, với cái lớp của mình. Thì có 3 vấn đề chính mà em muốn chia sẻ trong bài hôm nay á, là đầu tiên là mình phải lập kế hoạch hàng ngày. Thứ hai là mình phân bổ cái thời gian phù hợp cho cái công việc. Và thứ ba là không thể hề rất là cực kỳ là cần thiết, đó là rèn luyện sức khỏe ha. Rồi em xin chia sẻ tiếp. Cái bí quyết của em á thì là cái việc mà sáng ngủ dậy, thường là ngủ dậy việc đầu tiên của em á là cái việc đầu tiên vào cái lớp học này thì mình phải nắm cái deadline của các cái việc mà mình phải hoàn thành. Ví dụ như ôm, khi mà ôm thì phải ôm trước 7 giờ, nộp bài trước 7 giờ. Rồi cái việc nộp bài của nhóm em là phải 8 giờ hoặc là 8:30, cái khi mà làm Luca, bắt đầu vào Luca thì cái deadline là 8:30. Em sẽ ghi cái deadline đó, dán lên cái chỗ mà em dễ thấy nhất để mà mình nhắc nhở mình hàng ngày, mình thấy cái deadline đó là mình nhớ để mình hoàn thành. Rồi cái thứ hai á, là về cái danh sách mà mình phải làm việc hàng ngày. Khi mà 4:30 là ngày nào em cũng thức dậy giờ đó, thì cái việc đầu tiên em sẽ lên một cái danh sách ngày hôm đó là những cái việc gì mà mình cần hoàn thành. Và em sẽ bố trí cái thời gian phù hợp để em làm những việc như vậy. Thứ nhất là 4:30 em thức dậy nè, em ôm, thì em ôm trước 5 giờ. Trước 5 giờ em hoàn thành cái phần ôm 10 phút để mà mình hoàn thành cái bài hôm đó. Rồi 5 giờ cho tới 6:30 thì là học nhóm. Thì 6:30 cho tới 7:15 thì em hoàn thành các bài tập clear speaking ngay cái thời điểm đầu, cái giai đoạn mà đầu học clear speaking thì cái bài tập khối lượng công việc nó khá là, bài tập nó cũng không có nhiều bằng Luca. Thì cái thời gian đó em tập trung em làm hoàn thành bài tập luôn. Sau đó thì là cái khoảng thời gian dành cho công ty, công việc, gia đình. Và tối bắt đầu 9 giờ tới 10:30 là cái thời gian mà em tự rèn luyện tiếng Anh, em chuẩn bị bài tập cho ngày mai. Thì đó là cái thời gian mà em hoàn thành cái thời điểm đầu. Còn khi mà vào cái giai đoạn Luca, khi mà các anh chị thì rất là trải nghiệm rồi, nhưng mà các bạn mà bắt đầu mới vào khóa thì các bạn sẽ biết là Luca là sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ, 7 nhiệm vụ hoàn thành mà cần mỗi ngày mình cần hoàn thành. Thì em theo cái chiến lược là chia để trị. Chia để trị là sao? Là một ngày như vậy á, thì cái khối lượng 7 nhiệm vụ này em sẽ chia ra trong một ngày, chứ không phải em dồn làm hết trong một lúc. Tại vì nếu mà mình ngồi một tập trung một lúc mà mình làm tới 7 nhiệm vụ như vậy thì nó chiếm rất nhiều thời gian, mình không thể hoàn thành được việc công ty, mình cũng không hoàn thành được những cái việc, ví dụ mình con mình, những cái công việc nhà, việc con cái. Thành ra là từ 6:30 tới 7:15 á, là em sẽ review bài cho bạn nè, em hoàn thành cái phần bài nghe nè, em hoàn thành cái phần chia phiên âm nè. Rồi tới khoảng tầm 1:30 chiều thì em sẽ bắt đầu ngồi vào là làm cái phần dịch Anh Việt, Việt Anh. Và tới chiều 5:30 khi em hoàn thành công việc công ty xong thì em tập trung mở máy tính, thì là cái việc cũng em lại ghi âm cái bài record, bài record với là bài soloing nè, với lại một cái bài chính tả. Thì ba cái bài này á, là mình cần sử dụng máy tính nên em sẽ vô ba cái bài này làm một lúc. Và cũng tương tự như vậy, 9 giờ tới 10:30 thì là em sẽ luyện tập bài đọc và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Đó là cái việc mà em đang bố trí thời gian chia để trị trong cái thời điểm mà học Luca hiện tại nè. Và cái châm ngôn mà luôn luôn của nhóm em và cũng bản thân em á, là hoàn thành hơn hoàn hảo, có nghĩa là em sẽ không thỏa hiệp và em bỏ bất cứ bài tập nào. Có bài tập là em sẽ lên kế hoạch và em phải sắp xếp làm sao để mà trong ngày đó mình vẫn phải hoàn thành, chứ không thể nào đưa ra một lý do nào đó là em không hoàn thành được bài đó. Và em muốn nói thêm một điểm nữa là nếu như mà bản thân em á, em mà không có những cái việc mà em hoàn thành, em lên một cái kế hoạch làm việc như vậy á,
thì chắc chắn ngày trong ngày hôm đó em lúc mà ngồi làm việc ở công ty em sẽ lăn tăn, em suy nghĩ về cái việc bài tập này, thì thành ra cái việc công ty em cũng không hoàn thành được. Mà nếu em không lăn tăn thì dẫn tới cái việc là em quên, nó ra hai cái tình huống như vậy, em quên hẳn luôn cái bài tập, và thế nào tối bắt đầu lập cập làm bài thì thế nào cũng không chất lượng và cũng không hoàn thành được. Thành ra cái việc mà lên một cái danh sách để làm việc ngay từ đầu ngày cực kỳ quan trọng, và đó là cái mà em đang làm và em cảm thấy nó hiệu quả, và em áp dụng luôn cho cái công việc ở công ty của mình. Công việc công ty của mình vào làm việc mình cũng sẽ lên một kế hoạch những việc quan trọng khẩn cấp mình sẽ làm trước, rồi những việc quan trọng bắt đầu mình làm sau. Rồi và cái thứ ba em muốn chia sẻ là cái kế hoạch dự phòng. Ví dụ em thì thường ngày thứ hai là em phải lên văn phòng, em làm việc nguyên ngày ở văn phòng chẳng hạn, thì trong cái ngày chủ nhật em sẽ hoàn thành lại bài tập luôn cho cả hai ngày, đó là ngày chủ nhật và ngày thứ hai, hoặc ít nhất em phải hoàn thành được 50% bài tập của ngày thứ hai. Còn ví dụ như mà mình có một cái kế hoạch nào đó mình bận rộn, hoặc là một cái ngày nào đó, thì mình phải dự đoán trước, mình lên một cái kế hoạch và mình hoàn thành bài tập trước đó một phần nào đó, để mà tới cái ngày mà mình bận rộn, mình biết rằng cái ngày đó chắc chắn mình bận rộn thì mình cũng sẽ hoàn thành bài tập thôi, nhưng mà mình phân bổ cái việc đó mình làm trước. Dạ, đó là ý thứ ba. Ý thứ tư em muốn chia sẻ là về cái việc mà rèn luyện sức khỏe. Thì ở học tiếng Anh ở Mastery English này thì em thấy có rất là hay ở cái mà em học hỏi được cái về những cái bài tập lưỡi đó, đảo lưỡi nè, thì em thấy là nó hoạt động giúp cho em cái não mình hoạt động tốt, công việc mình hiệu quả. Thì ngay trong lúc mà em làm việc, thỉnh thoảng em rảnh thì em vẫn đảo lưỡi, thực hiện các bài tập đảo lưỡi, mình kết hợp luôn trong cái thời gian mà mình ngồi mình làm việc, thì nó vừa hỗ trợ cho công việc ở văn phòng của mình, mà nó vừa hỗ trợ cho cái việc học tiếng Anh của mình nữa. Còn cái thứ hai á, là em tham gia cái nhóm sức khỏe đỉnh cao. Thì cái nhóm nhảy dây ở đây thì chỉ cần bỏ ra 10 phút, cái việc mà bỏ ra 10 phút á, mà mình nghĩ là em nghĩ nó quá đơn giản, và em ngay lập tức em tham gia cái nhóm này của chị Liên ngay. Và em hiện tại tới thời điểm này em đã duy trì liên tục và em thấy nó cực kỳ hiệu quả. Chỉ một thời gian ngắn nhưng mà khi mình tập luyện như vậy á, cơ thể mình nó nóng lên, mình ra mồ hôi, là mình cũng đã tăng cái thể lực hàng ngày. Mình hiện tại càng ngày em nhảy em cảm thấy mình càng cái khả năng mình nhảy được nhiều nhiều hơn, được nhiều thời gian hơn, khỏe hơn. Rồi và một cái điểm thứ ba em muốn chia sẻ là về cái việc đi ngủ. Thì việc ngủ cũng cực kỳ quan trọng luôn. Mặc dù em làm rất rất nhiều việc hoặc là nhiều cái bài tập như thế này thế kia, nhưng mà em vẫn sắp xếp làm sao miễn em ngủ phải ngủ trước 10:30, tệ lắm là 11 giờ, không thể thức khuya hơn, tại vì mình cần có một cái sức khỏe cho cái ngày hôm sau để mình đủ cái sức năng lượng mình làm việc. Dạ, và cái mấu chốt cuối cùng thì em muốn gửi tới là mình cần toàn tâm toàn ý cho từng công việc để mà hoàn thành được cả ba cái nhiệm vụ của bản thân em. Thì cái việc công việc ở công ty em cũng toàn tâm với nó, và cái việc học tiếng Anh em cũng toàn tâm với nó. Việc chăm con cũng vậy, có nghĩa là thời gian nào là dành cho việc đó, em không có chéo lẫn nhau, ví dụ vừa làm việc mà vừa suy nghĩ về việc học chẳng hạn. Thì đó là cái cách để mà em có thể là em nghĩ là có thể duy trì giúp cho mình đi đường dài được. Và trong cái công việc gia đình á, thì đôi lúc em cũng cần cái sự hỗ trợ của gia đình. Và đặc biệt là em nghĩ là em đang rèn luyện thêm được một kỹ năng, đó là kỹ năng giao việc để cho gia đình, cho những người thân của mình hỗ trợ với mình để mình có thời gian để mình có việc học, cho việc học với là chuyện công ty của mình phân bổ ra, chứ mình không quá cầu toàn, mình hoàn toàn tin tưởng khi mà mình giao nhiệm vụ cho những người thân trong gia đình của mình. Và bài trình bày của em thì em chỉ có những cái ý chính là 4 ý chính đó thôi, nhưng mà em chốt lại hai điều mà em rút được á trong giai đoạn học này của mình á, là việc gì thì cũng phải có chiến lược của nó, khi mình lên chiến lược thì mình sẽ hoàn thành được, và cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Nếu mà mình quá bận rộn mình không hoàn thành được bài tập thì mình phải ngồi xuống và mình suy nghĩ tìm cách giải quyết thì sẽ ra được. Dạ, bài trình bày của em kết thúc ạ. Cảm ơn mọi người bỏ thời gian lắng nghe ạ. Yeah. Cảm ơn Tiên rất nhiều. Và các bạn để ý á, cái việc gì mà mình phải đặt kế hoạch cho nó, phải plan cho nó thì nó mới hoàn thành được. Còn nếu như mình chỉ là đặt ở trong suy nghĩ á, thì nó sẽ không hoàn thành được. Và bây giờ là bạn Phúc của K66, bây giờ bạn đang làm từ giảng cho K75. Thì Phúc sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà bạn ấy sắp xếp thời gian để vừa đi trực, bởi vì Phúc là bác sĩ và bạn ấy là phải đi trực thường xuyên, nhưng bạn ấy làm rất là tốt. Rồi, chị add Phúc lên nhá. Dạ, Phúc lên hả em? Alo. Rồi, đẹp chưa đã em? Vâng, em chào tất cả mọi người. Em là Phúc, là một học viên, là cũng là người đã có gia đình. Thì
Em xin phép được chia sẻ với mọi người những cách làm sao để vừa bận rộn công việc cơ quan, việc nhà và vẫn mình sắp xếp được thời gian cho việc học và học tốt nhất có thể. Em xin phép được gọi tên, em xin được xưng tên vậy. Với vai trò là một học viên thì Phúc xác định đầu tiên có 5 điều Phúc rút ra được cho chính mình và sau một khóa học của mình trong một năm. Thì có thứ nhất đó là xác định rõ mục tiêu và mục đích của mình. Thứ hai, lên kế hoạch cụ thể. Thứ ba là ổn định năng lượng và cân bằng cảm xúc. Cái này là rất quan trọng. Thứ tư, đó là linh hoạt trong thực hành và thích ứng tốt. Thứ năm là nhân lại, bao dung với mọi người và bao dung với chính mình. Thì với cái vai trò đầu tiên, với cái mục tiêu đầu tiên đó là xác định rõ mục tiêu và mục đích thì trả lời cho các câu hỏi. Đầu tiên, lý do bạn học là gì? Bạn xác định mình tham gia khóa học với một tâm thế ra sao? Bạn hiểu về khóa học thông qua cuốn sách Lên Núi Học Tiếng Anh ra sao? Cái này cũng là một kinh nghiệm của mình khi mà trước khi mình bắt đầu khóa học là mình đã đọc quyển sách của chị Hằng viết. Mình có thích nói lại trong một quyển sổ nhỏ. Mình muốn hiểu đã, hiểu rõ những điều tác giả muốn truyền tải qua khóa học là gì. Khi mình hiểu rõ được vấn đề rồi thì những cái vấn đề tạp trong quá trình học ấy, mình giải quyết là sẽ dễ dàng hơn. Và mình xác định được mình, vị thế của mình khi mình đi học là cái gì, để mình vượt qua những cái khó khăn mình gặp phải trong quá trình học. Cái này rất quan trọng. Một số bạn có thể là chưa nắm được cái tinh thần học ấy, và khóa học của mình. Đôi khi là khi vào khóa học sẽ có những cái lúc bị mông lung hoặc những lúc bị stress, thực sự là giảm cái nhiệt huyết với cái vấn đề học của chính mình, chưa biết cách vượt qua khó khăn. Đấy là cái điều mình mong muốn các bạn trước khi học đọc kỹ quyển sách và hiểu vấn đề đã, thì nói mình sẽ vững vàng hơn. Điểm thứ hai đó là lên kế hoạch cụ thể. Cái này rất quan trọng. Với một người vừa làm công việc ở bệnh viện, vừa làm phòng khám ở nhà và là một người mẹ hai con rồi, thì cái này là rất là sát sao với chính mình. Thì điều quan trọng nhất là mình cần phải cụ thể hóa chi tiết thông qua bảng thời gian biểu bạn ghi ra. Khi ghi ra được, bạn sẽ thấy những khoảng thời gian trống hay những khoảng thời gian gọi là vô bổ. Nó không có những cái rất là khờ, nhìn tưởng là không, mình không có thời gian. Đấy là không phải, mình chưa sắp xếp thời gian hoặc mình chưa tận dụng được nó. Thì khi ghi ra được rồi thì mình sẽ biết cách làm thế nào để mình cải thiện cái thời gian, quỹ thời gian của mình, mà để giúp cái thời gian dành vào đó, thời gian học tập. Ví dụ như bản thân Phúc thì hàng ngày thì riêng buổi sáng dành thời gian học với nhóm và đồng thời mình cũng phải nấu cơm sáng cho gia đình. Thì mình sẽ tận dụng tối đa cái thời gian học với nhóm. Nó là quan trọng. Mình chỉ có thế thôi. Thứ hai là nếu như thời gian mình về nhà là mình có vừa con cái, vừa công việc gia đình và vừa làm bệnh nhân nữa, thì gần như thời gian buổi tối mình không có nhiều lắm. Vậy mình tranh thủ thời gian ở cơ quan. Thứ nhất là những cuối buổi trưa, sau khi mình làm xong cơ quan, mình có thể dành thời gian 30 phút mình học bài trước khi mình ăn trưa. Và cuối buổi chiều trước khi mình đi về là cái khoảng thời gian mình có thể tranh thủ học bài được. Đấy. Buổi tối mình có thể lướt lại những lúc rảnh. Cái này mình cũng phải cân nhắc. Tức là mình làm sao để cho nó hợp lý. Mình không thể bỏ bê công việc gia đình, không thể bỏ bê con cái, cũng không thể bỏ bê công việc của mình ở cơ quan được. Làm thế nào đó thì mình phân bổ nó hợp lý thôi. Khi bạn lên kế hoạch được rõ ràng ra cái khoảng thời gian biểu của bạn, bạn sẽ nhìn thấy, bạn biết để nó ở chỗ nào là hợp lý. Cái thứ ba, một điểm rất quan trọng đó là ổn định năng lượng và cân bằng cảm xúc. Cái này mình nhìn thấy ra được ở chính các học viên cùng học với mình. Việc ôm hàng ngày quan trọng. Và mình nghĩ tất cả các bạn, các khóa sau cũng từ kinh nghiệm của khóa mình. Hãy ôm hàng ngày cho đến hết khóa học. Cái này giúp việc ôm hàng ngày, bạn đảm bảo trả bài. Đầu tiên trả bài đã. Không cần biết, trả bài tốt đã. Thứ hai, đảm bảo mức năng lượng cơ bản. Nó chỉ là mức năng lượng cơ bản ổn định cho bạn trong hoạt động sống của ngày hôm đấy. Cái điểm thứ hai đó, cân bằng cảm xúc. Cái này đến với các bạn thì nó lại, bạn là một thực thể sống với tất cả mọi người xung quanh, cũng chịu tác động của cha mẹ, rồi con cái, vợ chồng, rồi công việc, sếp, rồi các công việc như ví dụ mình là bệnh nhân, rồi các nhiều thứ tác động đến mình. Vậy cái việc bạn cân bằng cảm xúc và mức năng lượng của bạn khi bạn cũng bị tác động, thì với mình
là một người đã học, tức là mình tập luyện yoga 8 năm rồi, thì với mình luôn dành 1 tiếng buổi trưa tập. Là mình gần như là gần ăn trưa ít và gần có thể là không ăn trưa. Đấy là cách tốt nhất cho mình. Và đến bây giờ mình vẫn duy trì điều đấy. Đấy là với cá nhân mình. Mọi người có thể duy trì bằng có những hoạt động khác. Vì với bản thân mình thì đấy là khoảng thời gian đấy là mình có thể dành được cho mình. Thì mọi người có thể cân nhắc trong cái khoảng thời gian, quỹ thời gian của mình. Các bạn có thể nên duy trì một chế độ tập luyện tốt. Thì việc tập luyện thể dục thể thao đều giúp lại tăng các cái chất hóa học tích cực lên não, duy trì cái năng lượng tích cực của mình. Đồng thời có một cái tip rất hay là với mình chẳng hạn để cân bằng cảm xúc hay tốt ấy, là mình thích đọc sách. Với mình thì rất là khó chịu, đến một tháng mình không đọc một quyển sách nào, mình thấy nó không ổn cho lắm. Nên là gần như là mình đọc sách hàng tháng. Khi mà bắt đầu với chương trình học của chị Hằng thì mình giảm lượng đọc sách đi. Còn trước thì mình đọc liên tục, đọc nhiều. Mà khi mà bắt đầu với chị Hằng thì mình giảm thời gian mình đọc sách đi. Nhưng mà tối thiểu mình phải đọc một quyển, không có lẽ mình cũng thấy nó không ổn cho mình cho lắm. Thì với mình thì đọc sách giúp mình nói chung là có một tư duy tốt. Có một câu rất hay là không có gì tuyệt vời bằng mình được trò chuyện với các vị nhân. Khi bạn được trò chuyện, đọc sách là thông qua cách đấy mình được trò chuyện với các đầu óc của những vị nhân. Bạn sẽ có những bài học rất là tốt cho mình, đồng thời đưa cái mức năng lượng của mình đi lên. Đưa cái mức tư duy của mình đi lên. Cái điều đấy quan trọng. Mình rất thích đọc sách tâm linh. Sách của thầy Thích Nhất Hạnh là mình yêu thích nhất. Và mình có gần 100 quyển của thầy rồi. Có những lúc mà mình thấy cần một điều gì đó, mình có thể tìm một quyển sách của thầy mình đọc và nó tương tác với mình rất là tốt. Tức là nó đẩy mình lên rất tốt. Cái thứ hai là một số các sách của thầy Minh Niệm. Sách của tác giả, của dịch giả Nguyên Phong. Bộ sách của dịch giả Nguyên Phong rất là hay. Phù hợp, có thể phù hợp với lứa tuổi của các bạn trẻ. Với phong cách viết như thế. Có một hôm mình đọc liền một lúc 5 tiếng luôn. Hết quyển Môn Kiếp Nhân Sinh 2. Khi mà mới xuất bản thì mình đọc luôn liền 5 tiếng. Nó đẩy hẳn mình một cái mức nó đi lên ấy. Mình biết cái lúc mình tụt mốt ấy, mình đôi khi mình cần một quyển sách, mình đọc đẩy nó lên. Ok, thế sau đó mình giải quyết một việc nó tốt hơn. Đấy là một cái tip riêng của với cá nhân mình. Nó cũng là phục hành cho mình việc mình yêu thích này, cũng đưa cho mình một cái năng lượng tốt để mình tiếp tục học. Cái thứ tư, điểm thứ tư mình muốn chia sẻ đó là linh hoạt trong thực hành và thích ứng tốt. Cái việc học tập của bạn nó sẽ thay đổi dần theo các module. Bạn phải thích ứng với nó. Thích ứng để sắp xếp cái cách mình học tập như thế nào, cũng như chia sẻ của các bạn vừa trên. Để thích ứng dần mình học tập. Chứ không phải là mình không làm được, là mình chưa biết cách thích ứng thôi. Bạn làm được ở một cái giới hạn cái tốt nhất của chính mình. Đấy là điều tốt rồi. Thế vậy, cái việc mình thích ứng với các vấn đề đến với mình, đưa ra mình một, tìm ra một cái phương pháp hợp lý để phù hợp, để giúp mình học phù hợp với cái module đấy và cùng đồng thời phù hợp với cái chung, học chung của nhóm. Điểm thứ năm đó là nhẫn nại và bao dung với chính mình. Cái này sẽ xảy ra trong quá trình khoảng tầm giữa khóa học này. Mọi người bắt đầu có cái xu hướng nản và liệu kết quả của mình đến đây được chưa này, hay là đôi khi mình thấy bạn xung quanh mình hơn mình này. Chắc chắn là xung quanh mình sẽ có những bạn rất là giỏi vì mọi người không cùng cái mức bắt đầu. Có bạn rất là giỏi, có nền tảng tốt này, hay có bạn là giỏi hơn rồi, có bạn cũng có bạn kém hơn mình. Vậy cái việc mình nhẫn nại với những cố gắng của mình là quan trọng. Hiểu mình thiếu sót cái gì, hiểu mình phải cần thêm cái gì để bổ sung, mình cố dần cái mức dần dần tăng lên. Cái này thì với mình thì là cái việc nhẫn nại với chính mình, với kết quả học tập mình và không so sánh với mọi người, nhìn nhận lại sự cố gắng và tiến độ, kết quả của cái tiến độ của mình ấy, là quan trọng nhất. Bạn nhìn lại đầu tiên, cái mục tiêu đầu tiên của bạn khi bạn đặt ra ở bắt đầu đầu ấy, là bạn đặt ra cái mục tiêu ra sao và đến bây giờ bạn được cái gì. Hãy nhìn vào mục tiêu của chính mình, đừng nhìn vào mục tiêu của mọi người. Đó là điều quan trọng nhất. Khi bạn thấy mình tiến bộ dần, đó là hiệu quả bạn đạt được. Đồng thời cũng có những yếu điểm mà mỗi người ai cũng có. Mình hy vọng cái yếu điểm là để mình biết khắc phục, yêu thương lại chính mình, chứ không phải là để mình ô, mình có yếu điểm này mình không làm được. Đấy không phải, là mình chưa làm thôi. Và mình chưa cố gắng để mình làm tiếp nó. Vì vậy
mình nhẫn nại với bạn và bao dung với chính mình. Khi đó thì đồng thời việc bạn biết làm điều đấy với chính mình thì bạn nhìn nhận ra mọi người trong nhóm thì bạn cũng nhẫn nại với và cũng bao dung với tất cả các thành viên trong nhóm. Cái điều đấy quan trọng, bởi vì như thế mình sẽ không đòi hỏi quá mức ở các thành viên trong nhóm, nhưng đồng thời cũng khích lệ mọi người đi lên. Đấy là 5 điểm mà mình nhìn nhận thấy trong quá trình làm một học viên. Còn có một ngoài lề này mình muốn chia sẻ với các bạn, nó cũng rất thẳng thắn thôi. Có lẽ nó không phải là một cái vấn, nó cái vấn đề có thể các bạn chưa nhắc tới, nhưng mình cũng xin được thẳng thắn chia sẻ một số nhầm lẫn trong quá trình học. Đó là coi học việc học là vấn đề, và có một cái xung đột căng thẳng khi bạn coi việc học là vấn đề và ngừng học là giải quyết được. Cái này xảy ra rồi, xảy ra ở các nhóm, và ngay cả nhóm mình cũng vậy, các bạn bỏ ngang chừng. Thật sự là một điều đáng tiếc, mình thấy như vậy. Cái việc mà các bạn coi việc học là vấn đề, bạn nghĩ là ồ mình học này, mình căng thẳng với nó, mình mất thời gian với nó, thì bạn nghĩ là ngừng nó là giải quyết được. Nhưng cuộc sống thì luôn luôn đến với ta rất nhiều vấn đề đến với ta, rất nhiều. Vậy liệu rằng mình có cắt bỏ nó, mình có giải quyết được không? Đấy. Có một câu chuyện rất hay là thì ngày xưa mình và ông xã mình mới đánh nhau và có cãi nhau. Mẹ chồng mình có mới nói một câu này: chúng mày cãi nhau thế không nói chuyện với nhau, chúng mày có bỏ nhau được đâu. Rõ ràng là việc mình rõ là mình không bỏ nó. Vậy tại sao mình coi cái việc cãi nhau là vấn đề mà không quay lại việc mình làm cách nào đó để giải quyết nó đi, thay vì bỏ nó, mình có bỏ được đâu. Cũng như các cái xung đột trong giữa vợ với chồng này, hay là những cái bạn không vừa ý trong công việc, có cái bạn không thấy hợp lý trong công việc, chẳng lẽ bạn bỏ nó hay là bạn tìm cách khắc phục? Vì vậy là theo mình nghĩ thì mọi người bị nhầm chỗ này, nhầm lẫn chỗ này, nên cứ nghĩ rằng có một số trường hợp các bạn nghĩ rằng mình cắt nó đi là mình giải quyết được các vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, nhưng đấy là cái sai lầm rất là lớn. Bạn cắt bỏ việc học đi thì những cái gì xung quanh cuộc sống của bạn vẫn đến và vẫn phải giải quyết nó. Vậy là thay bằng cách nhìn nhận mọi thứ là vấn đề thì nó nằm ở vấn đề cách bạn giải quyết nó ra sao, tức là cách bạn đối diện với tất cả mọi thứ ra sao. Khi bạn giải quyết được vấn đề đấy thì mọi thứ xung quanh bạn nó sẽ đơn giản đi rất nhiều. Có một cái nữa, cái thứ hai, một cái này rất là lớn Phúc nhìn ra được, thì đó là đổ lỗi vào chương trình học và giáo viên. Cái này là mình nhìn nhận được từ một số thành viên của mình và một số thành viên các bạn nhóm trước cũng chia sẻ với Phúc. Ở cái giai đoạn đó Phúc cũng không dám lên tiếng và cũng không, mình cũng chưa biết nói thế nào thật sự, vì cái mức tiếng Anh của Phúc là rất là thấp. Phúc bắt đầu từ đầu, và vì nó cũng là người chưa trải qua hẳn một năm nên Phúc không dám, góc nhìn của Phúc chưa dám thật sự trọn vẹn để Phúc có thể đưa ra một điều gì là tốt nhất. Vì vậy sau một năm Phúc nhìn nhận lại thì cái vấn đề các bạn đổ lỗi vào chương trình học và giáo viên học, ví dụ trong một giai đoạn đó chưa thật sự là với mình là tốt chẳng hạn, nó thật sự là hơi thái quá, làm nghiêm trọng hóa vấn đề, thiếu nhìn nhận lại chính mình, thiếu khả năng thích ứng và giải quyết cho vấn đề từ bên trong. Phúc thì không ai là hoàn thiện 100% cả, nhân vô thập toàn, và tất cả mọi việc đến với bạn cũng không phải là toàn vẹn. Sau này đi hiểu sâu sắc hơn ấy, thì nếu các bạn có thể hiểu sâu sắc hơn thì thực ra mọi thứ đều toàn vẹn theo cách riêng của nó, chỉ là bạn chưa biết cách thích ứng thôi. Nhưng đơn giản nếu ở mức độ bây giờ bạn hiểu là khi mọi thứ không toàn vẹn, mình chỉ được 7 thôi, 10 thì mình 7, còn 3 phần là yếu mà, mọi thứ cũng thế. Vậy làm cách nào khi mình đặt mình vào trong nhóm học, vào trong khóa học, mình nhìn nhận thấy cái vấn đề, đầu tiên nhìn lại mình đã, mình làm hoàn thiện được đến đâu. Sau đó, trong khóa học này mình thấy điểm nào chưa hợp lý, mình khắc phục với mình á, khắc phục nó để hòa hợp nó ra sao. Đấy, tương tác với giáo viên và khóa học cùng các bạn để tìm ra cách, hay hơn là vấn đề bạn làm vấn đề nghiêm trọng lên và đẩy cái mình chưa đạt được, hay đẩy cái mong muốn mà đôi khi bạn nhìn nhận lại ấy, nó là cái tham muốn của mình ấy, đưa cho mọi người, đưa ra, đẩy nó ra là cái lỗi của khóa học và giáo viên. Cái này là mình thật sự là mình thấy nó khá là tiêu cực khi các bạn bắt đầu đẩy như thế, và là cái một cái trường tiêu cực lan dần ra. Cũng có một công trong công việc của mình làm bác sĩ thì có một cái
tức là trong công việc mình thì kinh nghiệm trong công việc mình thì có một cái là phác đồ điều trị. Sau này các bạn sẽ thấy là với bác sĩ chúng mình có một phác đồ điều trị chuẩn. Nó một trục thẳng. Nhưng với từng bệnh nhân, bạn có các ngã rẽ khác nhau. Nó là việc linh hoạt với từng bệnh nhân. Cũng như việc mình thích ứng với một trục thẳng. Bạn đọc rõ quyển Nên Núi Học Tiếng Anh rồi. Bạn hiểu cái trục thẳng đấy, hiểu cái cốt lõi của nó đấy. Thì vấn đề tất nhiên trong các nhóm khác nhau thì nó có những cái vấn đề linh hoạt khác nhau, thay đổi theo từng nhóm. Bạn hiểu vấn đề đấy thì sẽ không có vấn đề đổ lỗi. Đấy là góc nhìn của mình. Thì khi đó mình luôn luôn thích ứng được. Vì bản thân mình luôn có một cái trục thẳng cố định rồi. Cũng như mình có một cái phác đồ chuẩn của toàn ngành. Nhưng với từng bệnh nhân mình sẽ linh hoạt khác nhau để sao cho hợp lý với từng bệnh nhân, mình không phải bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Đó là những điều mà sau một năm học mình nhận ra được và chia sẻ với mọi người. Thì tiếp tục với vai trò là một trợ giảng thì cũng có cái riêng thêm thôi. Mình có hai điểm muốn chia sẻ với các bạn cũng là trợ giảng như mình. Thì với vai trò là trợ giảng thì làm tốt các mục tiêu như vai trò một học viên, cái đấy quan trọng, bạn phải làm tốt đúng nó đã. Bạn là người định hướng cho nhóm, bạn làm tốt nó. Mọi người sẽ không nghe những gì bạn nói, nhưng mọi người sẽ làm những gì bạn làm. Đấy là điều quan trọng. Thuyết phục mọi người bằng cách bạn làm. Chỉ khi bạn làm được, người khác mới làm theo. Nói mọi người mới nghe ấy. Cái thứ hai, bạn cần có bản lĩnh, định hướng cho nhóm và giữ lửa của nhóm. Cái đấy ba cái đấy cốt lõi. Mình nghĩ là như vậy. Thì cũng mong là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn học viên mới nhìn nhận rõ vấn đề. Cũng giúp ích cho những bạn làm trợ giảng như mình giữ được lửa đi cuối cùng đến khóa, hết khóa của mình. Xin cảm ơn các bạn chia sẻ mình hết ạ. Cảm ơn Phúc rất là nhiều. Những cái chia sẻ của em rất là chân thành và rất là thẳng thắn và nó ra những cái góc khuất mà các bạn sẽ không dám nói hoặc là chưa đụng tới nó. Và chia sẻ một cách rất là rõ ràng như vậy thì Hằng hy vọng là các bạn có một góc nhìn về cái chương trình học, về cả một năm sắp tới. Và mình cũng cảm ơn Phúc nha, các bạn thay phiên cảm ơn Phúc nào. Và bây giờ là Peter là học viên khóa 56 là kỳ cựu ở trong nhóm mình, sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của Peter. Và Peter hiện tại là trợ giảng ở khóa 76. Dạ, em chào chị Hằng, chào tất cả các anh chị và các bạn ở trong lớp. Thì em học K56, thì em học xong cũng kết thúc khoảng 2 năm nay rồi. Nhưng mà vừa rồi được chị Hằng mời thì em có quay lại lớp với vai trò là trợ giảng. Thì hôm nay chị Hằng cũng mời em chia sẻ một số cái kinh nghiệm của em trong việc mà mình cân bằng giữa việc học tiếng Anh cũng như là công việc và cuộc sống. Thì em hy vọng là em có thể chia sẻ một số kinh nghiệm để có thể giúp các bạn mới có thể là có cái định hướng ban đầu thật là đúng để mình có thể là bám sát được chương trình và đi hết chương trình và không có suy nghĩ là bỏ cuộc giữa chừng. Thì em có 4 cái kinh nghiệm có thể chia sẻ được với các bạn mới. Thì thứ nhất đó là mình cần phải bắt đầu khóa học này bằng một cái động lực đúng đắn và động lực phải mạnh mẽ. Giống như cái giai đoạn tích lũy mình có làm về cái động lực học tiếng Anh á, thì các bạn phải xác định được chính xác cái động lực học của mình là gì. Khi mình xác định được cái động lực học đúng á, thì mình mới có cái ngọn lửa để mình cháy suốt một năm học rất là thời gian rất là dài, rất là nhiều áp lực. Thì cái động lực học nó quan trọng giống như là một cái lò lửa trong con người mình vậy đó. Khi mình có cái lò lửa nó đủ cháy, nó đủ nhiệt á, thì nó cứ âm ỉ nó cháy suốt một năm. Mình không cần phải tiếp lửa từ bên ngoài. Và cái động lực đó nó sẽ giúp cho các bạn đi được đường dài. Chứ cả nếu mà các bạn cứ dựa vào cái động lực thử hối thúc từ bên ngoài, nhờ bạn bè hối thúc mình mới làm bài, thì thực sự là nó sẽ rất là ngắn và nó chỉ được trong một thời gian ngắn và các bạn rất là dễ nản và dễ bỏ cuộc ở giữa chừng. Thì cái động lực đúng học, động lực học đúng là gì? Động lực học đúng tức là động lực phải xuất phát từ bên trong, từ sâu thẳm bên trong mình á, chứ không phải là một cái lý do vẽ vời ở bên ngoài. Ví dụ như Phong đi, Phong xác định động lực học tiếng Anh của Phong là gì? Là Phong muốn trở thành một con người tự do, tức là mình tự do trong việc lựa chọn mọi thứ,
mình được tự do lựa chọn công việc mình muốn làm, lựa chọn nơi mình muốn đến, cũng như là tự do lựa chọn những cuốn sách hoặc những video mình muốn nghe, dù nó là bằng tiếng Anh. Đó, thì khi mình có một cái quyền tự do lựa chọn như vậy thì mình mới có thể trở thành người tự do được. Và mình khi trở thành người tự do, mình sẽ thấy hạnh phúc. Đó là cái động lực học. Cái điều thứ hai đó Phong muốn chia sẻ với các bạn mới á, đó là trong cái việc mà mình quản lý thời gian, sắp xếp và quản lý thời gian cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta đều có 24 giờ trong một ngày. Nếu mà chúng ta nói bận rộn thì thực ra là ai cũng bận hết. Và khi cái việc học tiếng Anh như này thì mỗi ngày sẽ chiếm của chúng ta là, thứ nhất là 1 tiếng rưỡi buổi sáng học cùng nhóm, và buổi tối thì chúng ta dành thời gian, hoặc cả ngày thì mình dành thêm khoảng 2 đến 3 tiếng để tự học. Thì như vậy rõ ràng là cái thời gian này đang chiếm một tỷ trọng lớn ở trong ngày của chúng ta. Cho nên là các bạn phải sắp xếp, phải ngồi xuống ra lại cái thời gian biểu một ngày của mình. Và các bạn phải sắp xếp lại thời gian cụ thể, từng mốc thời gian là giờ nào việc gì. Đó, giờ nào việc gì cụ thể vào. Và mình cứ bám theo cái lịch trình đó và mình làm. Thì hiện giờ giống như Phong, bây giờ Phong không có học lớp tiếng Anh nữa, nhưng mà Phong vẫn duy trì cái lịch thời gian đó. Tức là trong ngày làm việc gì, giờ nào rất là cụ thể. Và mình lưu thành một cái sheet trong file Excel, và có trong file đó có nhiều sheet để mình theo dõi cái tiến độ công việc của mình. Đó, thì kể cả cái việc học cũng như vậy. Và mỗi nhiệm vụ trong việc học á, thì chúng ta cần phải có deadline, dù là cô yêu cầu, nhóm yêu cầu hay là không. Thì bởi vì cái này quan trọng, bởi vì là khi mình có deadline á, thì mình sẽ biết được là giờ nào làm việc gì và không bị chồng chéo. Còn nếu mình không có deadline đó thì là cái thời gian nó sẽ cứ chồng lên việc sau, và việc sau bị trễ thì việc sau nữa bị trễ tiếp. Do đó là các bạn phải thiết lập cái deadline và giờ nào việc đó. Giờ nào việc đó. Và cái thường đó, các bạn mới sẽ có cái nỗi hoang mang là không đủ thời gian để học, bởi vì thấy nhiều việc để làm quá. Cho nên là chúng ta phải, điều thứ ba mà Phong chia sẻ đó là chúng ta phải tập sống và duy trì một cuộc sống tối giản trong cái giai đoạn, ít nhất là trong giai đoạn học. Tối giản ở đây là gì? Tức là chúng ta sẽ loại bỏ hết những cái việc không quan trọng và vô bổ, giống như là xem phim, hoặc là lướt mạng xã hội, hay là cà phê, nhậu nhẹt, tiệc tùng, không có những cái việc mà đối với mình, nếu không có việc đó thì không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình đó. Thì các bạn bắt buộc phải tối giản nó, thậm chí là hy sinh những thú vui mà giai đoạn này không cần thiết. Thì đó là những cái mà Phong đã từng làm trong cái giai đoạn học tiếng Anh, mà mình nghĩ là các bạn sẽ không thể cân bằng hóa được cái công việc và cuộc sống và việc học tiếng Anh đâu. Các bạn bắt buộc phải có sự, giống như là cái thuyết 4 lò lửa nói đó. Tức là khi mà một lò muốn duy trì cả 4 lò lửa rất là khó. Mình phải, khi muốn 3 lò lửa kia hoạt động tốt, mình phải tắt bớt 1 lò lửa thì mình mới đủ năng lượng để cháy. Chứ còn nếu các bạn cứ vẫn duy trì cuộc sống như trước đây thì rất là không đủ năng lượng, không đủ thời gian. Đó, thì đó là cái điều thứ ba mà mình muốn chia sẻ. Còn điều thứ tư thì thực sự là mình chưa có gia đình nên mình cũng không thể nói quá nhiều về việc cân bằng giữa gia đình và việc học. Nhưng mà theo mình quan sát đó, thì các anh chị mà học tốt đó, thì thường đó, mình thấy là các anh chị đó tìm được sự đồng cảm, sự chia sẻ từ partner của mình, tức là vợ chồng đều là đồng hành với người kia, tức là thậm chí là ủng hộ phía sau. Thì khi có người đồng hành hỗ trợ phía sau đó, thì hầu như các bạn vừa là có động lực để học, vui với việc học và có thêm thời gian để học. Bởi vì ví dụ như chồng có thể trông con cho mình học thì mình mới học thoải mái được. Đó, thì em nghĩ là đối với những anh chị mà có gia đình thì mình nên chia sẻ một cách thẳng thắn để lấy được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Thì cái việc học trong xuyên suốt 1 năm nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là toàn bộ những kinh nghiệm của em có thể chia sẻ cùng với các bạn mới. Chúc các bạn chân cứng đá mềm, đi suốt được hành trình mà các bạn đã vạch ra. Cảm ơn.
Chị Liên nói một ý rất hay, đó là việc lập kế hoạch hàng ngày ấy, nhìn thì đơn giản nhưng để thực hiện được nó cần tinh thần kỷ luật cực kỳ cao. Và đúng chính xác như vậy. Và từ khóa 7-6 trở đi thì Hằng thiết kế một cái là Weekly Design System để cho các bạn thực hiện việc này một cách bài bản trong suốt một năm học. Và tiếp theo thì bạn Khánh sẽ chia sẻ với các bạn. Khánh là điện từ khóa 7-3 và Khánh học rất là tốt. Và Khánh đã có gia đình. Khánh đã rồi ấy. Rồi, ok em. À, anh sẽ nói chưa bật tiếng ai. À, em chào các anh chị và các bạn. À, em là Cao Thanh Khánh, học viên cao vị 3 của cô Hằng. À, hôm nay em xin trình bày chia sẻ với các anh chị và các bạn về cái thời gian làm việc và học tập của em. À, hiện tại nó thì em đang là một kỹ sư cơ khí. Nói chung là thời gian của em nó thì không có nhiều lắm. Hiện tại là em đang vừa đi làm vừa học anh văn và cũng đang làm cái luận văn tốt nghiệp nên cũng hơi bận, nhưng mà em có sắp xếp cái thời gian để mình có thể học được cái môn tiếng Anh này. À, về thời gian học của em thì em xác định là nếu mà thời gian nó đứng yên thì vô tận thôi, nhưng mà với mỗi người nó, mỗi cuộc đời thì nó là hữu hạn, nó miễn phí nhưng mà nó cũng là vô giá nên nó cứ đến rồi đi. Nên ai cũng có một cái khoảng thời gian để là mình chia lịch ra để mình làm cho nó hiệu quả. Cùng của em á, thì em chia ra là 4 giờ đến 6 giờ 30 á, thì em thể dục và học anh văn. 7 giờ đến 7 giờ 15 đến 17 giờ là em làm việc tại công ty. Và 17 giờ đến 23 giờ là em tại nhà. Vì em nghĩ là nếu mà học anh văn mà học chỉ có 2 tiếng đồng hồ một ngày thì em nghĩ là không có đủ. Nên tại công ty em không thể mua thêm thời gian nên em tìm cách là em tạo ra thời gian. Là bằng cách là ví dụ như vì em làm công việc này là cũng 7 năm em quen cái hướng đi của nó rồi. Em nên em lập trình mấy cái chương trình để cho máy tính tự làm việc. Và các thời gian còn lại em sẽ tập trung có nghiên cứu chuyên môn, học làm luận văn tốt nghiệp và học thêm anh văn. Nó giảm được 50% cho em. Thứ hai nó là về tính kỷ luật và vượt qua cái sự lười biếng. Sự lười biếng ở đây em đang nói nó là làm sao để mình dạy lúc 5 giờ mình học anh văn. Thì học cái chương trình Mastery English này thì khoảng thời gian là 1 năm. Thì em nghĩ là thời gian 1 năm là trôi qua rất nhanh. Ngày mình nhận kết quả hay hậu quả nó thì cũng đến nhanh thôi. Nên mình phải xác định ngay từ đầu nó là thầy cô là chỉ giúp đỡ thôi, tự học là mình tự cứu mình. Nên mỗi sáng thức dậy đó, thì em luôn nghĩ đến câu nói của chị Hằng là nếu như mà hút một điếu thuốc mà ngay lập tức bị ung thư phổi đó, thì có lẽ là không ai hút hết. Nhưng mà nó chỉ xảy ra sau một thời gian dài. Nếu mà mình không thức dậy học đó, thì mình sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp hết. Nên em phải cố gắng em dạy em học. Và nói chung là em cũng có một cái mục tiêu mà mình tin tưởng của một cái ngày mai gì đó tươi sáng. Nên em mỉm cười và em dạy nhẹ nhàng thôi. Cái thứ hai là em nghĩ là em là đàn ông mà em lười biếng thì con cái em sau này nó sẽ biết trước và nó sẽ lười biếng. Và em thức dậy em hành động. Cái thứ ba nữa là em muốn chia sẻ đó là về cái mục tiêu kiên trì và tập trung ý chí. Nói chung là ai cũng có một cái mục tiêu hết. Em thì em cũng có một cái mục tiêu ngắn hạn của em á, thì em là cần tốt nghiệp cao học và nói tiếng Anh tự nhiên. Còn mục tiêu dài hạn đó thì em sẽ khi nào em sẽ thổ lộ sau. Còn trong công việc là khi làm bất cứ việc gì chẳng hạn thì khi chưa thành công, em ban đầu em học cái khóa Mastery English này từ có luyện âm hay là AOM, là nói chung là em rất tệ nhưng mà em vẫn kiên trì em theo đuổi. Em biết rằng là mình chưa đầu tư đủ thời gian cho nó vì nên em phải kiên trì em theo đuổi, vì em nghĩ rằng là khi mình tích lũy đủ về lượng thì sẽ một ngày nó sẽ thay đổi về chất thôi. Nên em kiên trì và em theo đuổi nó đến cùng.
Và khi học hay là khi làm một cái việc gì đó, thì em cứ đặt ra câu hỏi là tại sao, và mình tìm cách để giải quyết nó. Cái này là em cũng được học được từ công ty có training cho em về vấn đề này. Và cái cuối cùng em muốn chia sẻ đó là khi học anh văn đó, hay là mình làm việc gì á, nếu mà ai có chê bai hay nói này nọ thì cũng đừng quan tâm, mà mình phải lấy đó làm cái động lực và cái ý chí để mình tiến cho nó mạnh mẽ thêm thôi, đừng có quan tâm vấn đề gì hết. Và cái cuối cùng á, em nghĩ là cần tĩnh tâm một tí để mình nhận ra cái vấn đề và mình học, cái thái độ là quan trọng hơn. Dạ, đây là những chia sẻ của em, hy vọng là các bạn có thể góp ý và học hỏi thêm. Dạ. Cảm ơn khách. Chúc được mơ dự định của em là sở phát triển thích nhá. Và khách nói một cái điểm rất là hay, đó là tích lũy đủ về lượng thì nó sẽ nhận tế, thay đổi về chất nó lấy được chắc chắn. Luôn luôn bắt đầu bằng câu hỏi tại sao mình học, đặt câu hỏi này đầu tiên. Và khánh nói một điểm rất là hay đó, mình là đàn ông mà mình là không chăm chỉ thì sao mà con mình nó chăm chỉ được. Cái đó là một cái rất là hay nữa, làm gương. Và các bạn biết không, khi các bạn học á, phải có người chê, người ngăn cản, các bạn phải có một những cái trải nghiệm về, thì lúc đó cái nghị lực của các bạn ấy bật dậy. Còn không ai chê mà cứ khen là không bật được đâu. Đó là lý do tại sao con nhà nghèo vượt khó nó dễ hơn là con nhà giàu vượt khó là vậy đó. Vượt sướng chứ, con nhà giàu vượt sướng là như vậy, là bởi vì phải có người chế, phải có cái ngách ở trong đó, thì nó mới vượt được đó. Rồi, cảm ơn Khánh rất là nhiều em nhá. Bây giờ Thu nè. Cảm ơn chị, cảm ơn các bạn. Em thấy là gần như là các anh chị đã nói hết những cái ý mà cần phải lưu ý, cũng như những cái tip để mình giữ vững được lửa học tiếng Anh ấy. Thì em chỉ bổ sung thêm một số ý, đó là cái điều mà em học em thấy rất có hiệu quả khi mà em học K68, đó là đặc điểm của tất cả mọi người trong nhóm đều rất là ham học hỏi của các thành viên khác. Tức là nếu mà mỗi người đều có một điểm mạnh của mình trong quá trình học, nếu mà mình phát hiện ra là bạn của mình, partner của mình có một cái điểm mạnh nào đó mà rất là hay, họ tại sao mà bạn mình lại làm cái này hay vậy, học cái này tốt vậy, thì mình ngay lập tức là mình sẽ inbox ra, là mình hỏi bạn và làm thế nào để bằng được học cái đấy của bạn mình. Nếu bạn mình làm 10 thì mình cố gắng làm được 8, thì học của mỗi người một chút. Và cái em rất là đồng tình với lại anh Phong về cái khoản, về cái điều mà mục tiêu ban đầu học của mình, nếu mà mình giữ vững được cái mục tiêu đó thì chắc chắn là mình sẽ đi đến cúng cuối của quá trình học. Ví dụ như em, cá nhân em là mục tiêu của em là học để sau này có thể đi dạy được. Thì cái đấy em nghĩ là cái đấy là cái mà giúp em đi được đến cuối hết cả chặng đường. Bởi vì là lúc nào mình cũng đặt ở cái mục tiêu cao của mình là mình phải dạy được người khác. Vì mình dạy được người khác thì chắc chắn mình phải rất giỏi thì mình mới dạy được. Thì chắc chắn là mình phải học, mình phải bám sát cái chương trình học của mình. Và em nghĩ là đấy là khi mà mình có được mục tiêu thì chắc chắn mình sẽ theo được chương trình. Và cái nữa đó là và em thấy nhận ra điều này ở cô Hằng, đó là luôn luôn đặt mọi người ở cái mức cao. Khi mà cô nói rằng là nếu mà mình đặt mục tiêu đạt học sinh xuất sắc thì mình sẽ chỉ là học sinh giỏi thôi, còn mình đặt mục tiêu học sinh giỏi thì mình chỉ là học sinh khá thôi. Luôn luôn đặt mục tiêu của mình cao hơn cái mà khả năng mình có thể đạt được thì sẽ giúp mà mọi người vượt qua được những khó khăn của trong quá trình học ạ. Và cái tiếp theo nữa mà em nghĩ là anh chị có thể rút ra được, bởi vì là em thấy là sau cả một quá trình học em mới ngẫm ra được cái này. Tại sao cô Hằng luôn nói là tiểu tiết làm nên chuyện? Không phải là mình có thể mình tặc lưỡi cho mình một lần vào những cái vấn đề nhỏ mình nghĩ không quan trọng, nhưng chính những cái lần nhỏ đấy mới là làm nên cái kết quả của mình. Có thể là học từ thì các anh chị thấy là chỉ mình quan tâm vào những cái từ được khó thôi. Làm nào mình đọc những cái khó thôi, mình xem nhẹ những cái từ rất đơn giản như là there, they, are, những cái từ đơn giản thế. Nhưng mà chính việc mình coi thường thế sẽ làm cho sau này mình khi gặp những cái từ đó mình sẽ không thể nào mà nhận biết được, bởi vì mình đã coi thường nó rồi. Em nghĩ là không phải cực kỳ để ý đến cái câu nói của cô, đó là tiểu tiết làm nên chuyện, để ý đến những cái việc nhỏ. Cũng như là câu này em học được của chị Liên. Chị Liên nói rằng là một tổ mối có thể phá hỏng một bờ đê. Thì là những cái việc nhỏ đấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học của mình. Cho nên là đi theo cái nguyên tắc của nhóm,
đi theo tất cả các nguyên tắc của nhóm thì anh chị sẽ có một kết quả học tốt. Mỗi thành viên sẽ có một kết quả học tốt ạ. Và cái cuối cùng mà em nghĩ là có thể là một tip là giúp cho mọi người chủ động, ở trong tâm thế chủ động. Lúc nào mình học mình cũng ở trong tâm thế chủ động. Tức là trước mỗi module thì bọn nhóm chúng em là hay ngồi lại, dành 1 đến 2 buổi ngồi lại. Không cần thiết là phải học, bắt buộc phải học chương trình hôm đầu như thế nào, mà là dành nguyên cả một buổi, 1-2 buổi đầu, xác định rằng module đấy nhóm mình sẽ đi như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất. Cũng như là luôn luôn đặt ở trong tâm thế là gì? Mình học cái module này mình sẽ đi như thế nào để đạt được hiệu quả. Tức là xác định được cái rõ ràng là con đường của mình, cái module này mình sẽ đạt được kết quả như thế nào, và để đạt được kết quả đấy thì mình sẽ đi như thế nào ở cái tâm thế chủ động. Đó là những cái ý mà em nghĩ rằng là có thể giúp ích được cho những anh chị khóa mới ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn Thu. Thu rất là xuất sắc. Bạn sau khi học xong khóa 68, bạn quay lại làm trợ giảng, và trợ giảng đến đây thì bây giờ là khóa thứ 2. Và Thu nói và chia sẻ 3 ý mà thấy rất là thấm thía. Cái thứ nhất đó là gì? Là luôn luôn đặt cho mình mục tiêu cao. Ví dụ như Thu đặt mục tiêu ngay từ đầu khóa học đó là đi học để sau này đi dạy. Do đó cái tâm thế đi học để sau này đi dạy á, nó buộc Thu phải làm việc một cách cẩn trọng, chi tiết và luôn đạt cái kết quả cao, bởi vì là mình muốn dạy người khác. Và cái thứ hai nữa là Hằng thường hay nói á, khi các bạn đặt mục tiêu á, là qua môn này thì kiểu như các bạn cũng rớt, nhưng mà các bạn đặt mục tiêu là 10 thì nó còn rớt lại còn 9-8, bạn đặt mục tiêu là 9 thì nó sẽ rớt lại còn 7-6, nó cứ tụt xuống. Bởi vì cái thực tế khi mình làm á, mình luôn luôn có một mục tiêu cao như vậy thì lúc đó nó mới tụt xuống là 1-2 bước thì nó vẫn còn nằm trong cái giới hạn là chấp nhận được của mình. Còn nếu như mình đặt mục tiêu nó thấp á, là kiểu như mình rớt hết á. Nhưng mà đặt mục tiêu cao nhưng không phải là áp lực phải đạt được cái đó, nhưng mà mình sẽ nỗ lực thể chất để đạt được cái đó. Nếu không đạt được không sao, làm lại, không có vấn đề gì hết á. Ok nhá, là ý thứ nhất. Cái thứ hai á, đó là cái tiểu tiết làm nên chuyện, làm từng cái việc nhỏ nhưng mà làm cẩn trọng. Cái Covid nói dạy cho các bạn điều gì? Nếu như các bạn kinh doanh, hãy nhìn vào trong cái mảng của mình. To, nhỏ mà đẹp với sống. Các bạn cứ nốt lại và các bạn xem những điều này. Do đó, làm thật tròn vẹn và thật đẹp những cái mà các bạn đang làm. Một tổ mối có thể phá hỏng một bờ đê, nên cẩn trọng với những con mối. Những cái suy nghĩ, những cái ngày mình bỏ học ở trên lớp, hoặc đơn giản là bỏ học chỉ một buổi học nhóm. Cái sự nguy hiểm của một thuốc, nó không phải là hút cái nó ung thư ngay, nên là không phải bởi vậy mà nếu như hút cái và ung thư ngay thì chắc không ai hút thuốc. Nhưng mà đã có một được điều thứ nhất thì chắc chắn sẽ có điều thứ hai, thứ ba, và có điều N, và chính điều N đó là thói quen, nó tạo ra ung thư sau này. Được chưa? Và cái thứ ba là Thu chia sẻ một ý rất hay, đó là học với tâm thế chủ động. Học không phải là cứ chạy theo giáo viên, chạy theo chương trình, mà là mình với tư thế là mình phải làm chủ, còn giáo viên và cái chương trình học mới là cái đi theo mình để phụ mình, chứ không phải là học để mà chạy theo làm bài tập. Bởi vì tất cả khi đi vào từng module một là Hằng nói rõ là module này mục tiêu các bạn đạt được là cái gì, nó cái vị trí của nó trong cả một cái hệ thống là như thế nào, thì khi các bạn nắm từng cái rõ như thế này ấy, thì thảo luận với chính bản thân mình và với bạn của mình xem là mình sẽ làm cách nào để mà học được nhiều nhất từ module này và bổ sung những cái mà mình còn cái thiếu ở trong cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Cảm ơn Thu rất nhiều nhé. Và bây giờ là đến lượt của bạn nào nhỉ? Trinh nào? Chào chị, em chào tất cả các chị ạ. Em là Trinh ạ, em ở K73. Hôm nay em chia sẻ về việc quản lý thời gian và kỷ luật bản thân ạ. Bởi vì khi mà em thì lúc mà khi mà vào nhóm thì em thấy là con em có hai bé sinh đôi á, thì năm nay bé vào lớp 1, nên là thời gian mà để mà học thêm bên ngoài thì rất là lúc buổi tối là rất là khó ạ. Vì em phải kèm hai bé để hai bé theo kịp chương trình ạ. Thứ hai là
học nhóm, học buổi sáng. Học buổi sáng thì em chỉ theo được cái giai đoạn đầu thôi, giai đoạn đầu theo phần về 3 tháng phát âm ấy. Thì sau đó thì em trong cái giai đoạn đấy thì em đã xác định được là khi mà mình học ấy, thì mình phải chủ động để mình phải rèn chính mình kỷ luật từ cái bên trong ạ. Để khi mà mình khi mà hôm có bạn hay hôm không có bạn hay là thì mình vẫn giữ được cái nội lực từ bên trong của mình để mình duy trì được ạ. Sau đấy thì tức là em bắt đầu em đặt mục tiêu là mình kỷ luật mà em tìm thời gian, tức là buổi sáng thì phải thức dậy sớm, kỷ luật mỗi ngày thức dậy sớm. Em đặt mục tiêu là mình dậy 4 giờ sáng để học mỗi ngày. Em học đến 6 giờ thôi ạ. Học cô hay học với bạn thì 6 giờ là em đi, để em phải cho các bạn đi học nữa và em đi làm cũng sớm. Nên là sau đấy thì em có sắp xếp các lịch học của mình, là lịch học này, lịch sinh hoạt hàng ngày này, thời gian cho chồng, cho con và cho bản thân ạ. Và em dành riêng buổi sáng của em cho buổi sáng để rèn luyện cho chính bản thân mình. Ngày nào cũng vậy. Và em ngày trước thì em cũng chưa có kỷ luật đâu ạ. Chưa có kỷ luật. Và bắt đầu khi mà học với cô Hằng thì đến bây giờ là em được 190 ngày là em dạy liên tục đều đặn và không bỏ cuộc ngày nào ạ. Và tự mình đi thôi ạ. Tự mình đi, tức là tự thúc đẩy bản thân mình hàng ngày. Xác định được là mục tiêu em có 5 tip thôi ạ. Là đầu tiên là để xác định được cái mục tiêu trong cái giai đoạn từng cái module đấy mình đặt ra là cái mục tiêu module đấy mình cần hoàn thành cái gì ạ. Thông qua hỏi bạn hoặc là hỏi các anh chị đi trước ạ, hỏi cô giáo thì mình xác định được là cái module đấy mình cần đạt được điều gì trong cái giai đoạn đấy và mình tập trung vào nó. Và tập trung vào nó thì tức là trong cái ví dụ trong cuộc sống thì chúng ta có rất là nhiều mục tiêu thì giai đoạn này thì đã chọn tiếng Anh rồi thì mình chỉ ưu tiên tiếng Anh thôi. Có một cái có mục tiêu khác nào nữa thì mình cũng không được cho nó chen vào, chỉ tập trung vào tiếng Anh thôi. Sau đấy thì trong cái tiếng Anh thì cũng có rất là nhiều phần và mình cũng ưu tiên từng cái giai đoạn một là mình tập trung vào cái gì. Ví dụ như là giai đoạn Luca hay là giai đoạn đầu tiên ấy, là em cũng tập trung vào nguyên việc học phát âm chỉnh chu luôn ạ. Tức là học từng âm một, nếu mà hôm đấy âm nào mà chưa hoàn thiện thì em tập cho bằng được thì thôi ạ. Và trong ngày hôm đấy là mình dứt khoát. Và khi mà học cô giáo thì tâm thế của em đó chính là đón nhận cái chỉ, tức là háo hức là lên học cô để cô tìm cho mình cái lỗi nào đấy mà mình không thể phát hiện ra được trong bản thân mình. Nhưng mà đồng thời cái việc đấy là về nhà là mình đã phải tập luyện rất là nhiều rồi ạ. Tập luyện rất nhiều và khi mà em chỉ cần lên lớp là em chỉ cần nói ra cái suy nghĩ của em hoặc là cái về cái điều gì đó là cô đã có thể nói luôn được cho em. Thế là đấy là em tức là vỡ hòa ra luôn là cái điều đấy và mình thực hành luôn theo cô và mình sửa được luôn cái vấn đề đấy á. Là học với tâm thế chủ động và chọn được mục tiêu mình cần, mục tiêu quan trọng nhất trong cái từng module đấy. Thứ hai là em thống kê lịch sinh hoạt hàng ngày, cũng giống như các anh chị chia sẻ đấy ạ, thống kê lịch sinh hoạt hàng ngày và mình tuân thủ cái lịch sinh hoạt đấy ạ. Buổi sáng học từ bây giờ thì em dậy từ dậy sớm hơn, em dậy 3:30 xong em học đến 5:30 thôi ạ. Sau đấy thì cũng duy trì như vậy. Thứ ba là kỷ luật kiên trì liên tục đều đặn mỗi ngày và không gián đoạn. Cái việc duy trì đều đặn và không gián đoạn sẽ giúp cho mình nuôi dưỡng từ cái bên trong của mình rất là nhiều ạ. Thứ hai, đầu tiên là em dậy buổi sáng thì em om xong em biết ơn rồi em ngày nào em cũng luyện IPA, luyện cái bảng phát âm đấy ạ.
sau đấy thì bắt đầu là em vào các lịch trình học học tiếng Anh hàng ngày thôi ạ. Học tiếng Anh hàng ngày. Thứ hai là khi mà mình đã chọn được cái mục tiêu là chọn được một cái thói quen riêng như em này, em chọn một cái thói quen để duy trì ý chí là thói quen dậy 4 giờ sáng. Chọn một cái thói quen mà dễ nhất và dễ thực hiện nhất để mình duy trì cái việc đấy đều đặn liên tục mỗi ngày và không gián đoạn, thế hết ngày này qua ngày khác ấy, thì sẽ cái ý chí của mình nó sẽ lên rất là cao ạ. Và tức là khi mà dưới 90 ngày, dưới các cái mốc 30 này hoặc 21 này, 30 này, 90 ngày ấy, thì tức là dưới đấy thì mình sẽ mệt, ví dụ mệt 100% chẳng hạn, nhưng mà khi mà qua càng lên các cái mốc kia ấy, thì cái sức mệt đấy nó chỉ giảm xuống còn 50%. Và cứ mỗi lần ví dụ như là có con ốm hoặc bản thân ốm hoặc như thế nào được cũng không là mình bỏ cuộc, vẫn đều đặn như thế và không bỏ ngày nào cả. Có bất kỳ có chuyện gì xảy ra thì cũng không làm ảnh hưởng đến bản thân em như ngày xưa nữa. Tiếp theo đó, em cũng học được từ khóa học ngày xưa em đi học, đó chính là hoàn thành hơn hoàn hảo. Thì là xác định trong cuộc sống thì luôn có những cái ngày bận rộn và cái ngày mà mình rảnh thì mình sẽ học với 200%, còn ngày mà mình ốm hoặc là bản thân ốm hoặc như thế nào đấy thì mình học 50%, thì mình vẫn công nhận và ghi nhận với bản thân mình rằng là hôm đấy mình đã hoàn thành. Tức là bạn đã nỗ lực tốt hơn ngày hôm qua 1% rồi ạ. Hay là liên tục cập nhật và học hỏi kiến thức từ các từ sách vở và từ sách này, từ các thầy cô và các anh chị đi trước. Và em thì hay hỏi các chị đi trước, ở đây em có hỏi chị Hải chị Hải Hà em hỏi ở Facebook ấy, có hỏi các chị K71 nữa là em có thời gian như vậy và giai đoạn này thì nếu để ưu tiên thì em chọn phần nào để ưu tiên ạ? Thế là các chị bảo là phần, ví dụ như là phần Luca chẳng hạn, ưu tiên phần đọc, và em dồn toàn bộ tâm huyết vào đấy, vào cái việc đọc đấy. Mà đọc thì không phải là đọc cho nó xong, mà là mình đọc và mình test cho nó chính xác thì thôi. Tức là cái đọc mà không phải là một lần, hai lần, mà mình đọc mấy chục lần và có thể lên 100 lần chẳng hạn vào trong một cái câu đấy để mình chính xác. Tức là khi mà giống như cô Hòa cũng nói ạ, tức là khi mà mình riêng cái phần phát âm chẳng hạn, khi mình đã đạt được rồi thì nó sẽ thành cái phản xạ của mình ạ. Với cả em cũng hay đọc về các cái thứ thì nó liên quan đến cái việc mà khi mình nói đây là mình là cái trí nhớ cơ bắp của mình ấy, thì miệng của mình cử động và lưỡi các thứ ấy, thì bây giờ khi sau 6 tháng rèn luyện thì em thấy khi mà mình nói thì cái âm lực của mình nó lên á. Ngày nào em cũng om mà, nên là âm lực của mình nó lên này. Và khi mà đọc bài thì không phải, tức là cái luồng khí nó tụ ra ấy, và cái lưỡi của mình nó linh động hơn ấy. Ngày xưa thì mới học thì mình cần phải khẩu hình niệm rất là nhiều đúng không? Xong về sau cô Hòa nói sau này sẽ tiết chế khẩu hình niệm đi đúng không? Thì lúc đấy nó rất là linh hoạt cái miệng của mình và đọc được nhanh hơn và chính xác hơn ạ. Chị cảm ơn Tinh rất là nhiều. Và toàn bộ cái chia sẻ của Tinh nó toát ra một cái là gì? Đó là Tinh rất là kỷ luật, rất là nghiêm túc. Và các bạn biết đó, cái ý chí nó được tạo ra không phải là nói là tôi quyết tâm là tự nhiên mình có ý chí, đó không phải như vậy. Mà ý chí được tạo ra bằng cách một việc làm đó mình lặp đi lặp lại thời gian đủ lâu và đủ dài. Và ý chí là cái cội nguồn của cảm xúc và cái suy nghĩ. Và chính các bạn biết đó, chính mà làm bài test của module 2 toàn chỉ 100% thôi, chính mà đọc là thằng không cần sửa luôn á. Đó là nó đến từ cái sự kỷ luật và bền kiên trì của bạn ấy. Và thấy một người nữa mà chắc chắn các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều, đó là bạn Thu, cùng từ khóa 73 với bạn Trinh. Chị mời Thu nào. Em chào mọi người ạ. Thực ra thì khi mà nghe mọi người chia sẻ thì em thấy rất là xấu hổ, vì là thấy mình như là chưa được 100% như thế, nhưng mà tự bản thân ghi nhận ấy, thì đã thấy mình đã khác rất là nhiều sau 5 tháng tham gia học cùng với cô Hằng, cô Hòa và các chị trợ giảng cũng như là các anh chị trong nhóm ấy. Thì khi mà sắp xếp cái công việc, việc học và việc cảm nhận cuộc sống ấy, như với em là bây giờ em đang cảm nhận cuộc sống ấy,
thì em thấy có 4 điểm ạ, có 4 điểm mà em đang làm. Thứ nhất là nhận ra được điều gì mà mình cho là quan trọng với mình, những cái giá trị sống nào mà mình đang cần, mình muốn hướng tới trong cái thời điểm này. Ví dụ như là với em thì là gia đình, phát triển bản thân và công việc, thì em sẽ phân bổ cái thời gian hàng ngày của em cho 3 cái việc đấy. Và cái việc dậy sớm để học ấy, thì là giúp em sống như là được sống thêm một cuộc đời nữa. Thay vì học thì có thể có những cái ngày như bây giờ là có thời gian nghỉ hơn, thì em ra bờ sông ạ. Ở gần em có một cái bờ sông, em ra đấy em nghe tiếng chim hót, em lắng nghe âm thanh cuộc sống, em kết nối với thiên nhiên và em thấy được kết nối với mình hơn ạ. Và cái thứ hai đó là duy trì ít nhất một thói quen ạ. Cái này em học được từ Trinh ạ. Bởi vì là trước đấy thì em không được như thế ạ. Duy trì ít nhất một thói quen thì là dậy trước 5 giờ sáng ạ, để học bài ạ. Và trước đây thì em nghĩ là mình là người thiếu kiên trì ạ, dễ bỏ cuộc. Nhưng mà sau một thời gian học tập, học hỏi mọi người trong nhóm ạ, thì em duy trì các thói quen dậy sớm đấy. Và vì có cái sự kiên trì đấy nên là em đã tham gia tiếp, nghĩa là trong lúc học thì em có tham gia một khóa tập ạ. Và để được theo được khóa tập đấy thì cũng phải rất là kiên trì ạ. Em đã giảm được 7 cân ạ, 7 cân trong vòng 5 tuần ạ. Và mọi người trong nhóm rất là động viên em ạ, nên là em thấy mình nhận được rất là nhiều từ cái việc học tiếng Anh ạ. Tức là mọi thứ nó cứ dẫn đi ạ. Cái thứ ba đó là kỷ luật ạ. Kỷ luật là yêu bản thân ạ. Và muốn yêu bản thân thì cần phải có kỷ luật ạ. Và em tự nhắc nhở chính mình ạ, là mỗi ngày cần phải duy trì những cái thói quen nhỏ và tốt cho cuộc sống của chính mình ạ. Thì việc học tiếng Anh thì trước đây ạ, em đã học rồi ạ. Em học khóa từ khóa K46 cách đây từ 2017 ạ. Thì ngày đấy em cứ nghĩ trong đầu là học chị Hằng hay như thế này thì chắc là 3 tháng em sẽ giỏi thôi. Nhưng mà không phải như thế, cuộc sống không phải màu hồng như thế. Sau đấy thì em bị đứt đoạn ạ. Sau đấy em lại quay lại. Và em khi mà em đăng ký khóa này em nghĩ là chắc sau 1 năm mình sẽ ngon thôi. Em nghĩ như thế. Nhưng mà sau khi học tiếp thì em mới thấy là cái việc học tiếng Anh này nó không phải là 3 tháng, 1 năm hay 2 năm. Mà nó sẽ gắn mình với mình cả cuộc đời. Mình sẽ học hỏi phát triển. Nên là hãy để cái việc học tiếng Anh ấy, nó không phải là việc học, mình bắt buộc phải học. Mà hãy cứ từ từ thôi. Hãy để nó dần là cuộc sống của mình ấy, như là một việc hàng ngày. Và mình không quá áp lực với việc đấy. Và bây giờ em đang làm như thế ạ. Cái cuối cùng đấy là cái việc kết nối với bản thân ạ. Lắng nghe chính bản thân mình ạ. Và bước đi ạ, thì sẽ tìm thấy con đường cho chính mình ạ. Em chỉ đang mới thôi, mới chập chững bước những bước đi đầu tiên thôi. Nhưng mà em rất là yêu những cái bước đi đầu tiên này của mình ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Thu rất là nhiều nhé. Chính xác, đó là cái thông điệp mà hai người gắn trong quyển Lên núi học tiếng Anh á. Các bạn mà càng đặt mục tiêu, càng mong đợi á, vô sở cầu nhi tự đắc, cái gì mà mình càng mong đợi, càng muốn đạt được nó, thì chắc chắn bạn sẽ không đạt được điều đó. Nên là cứ túc tắc, đừng có đếm ngay. Đếm ngay để chỉ được là, để biết được là mình đến ngang đó. Nhưng mà đừng có nghĩ là trời ơi, tôi làm để 270 ngày rồi mà sao chưa thể có cái sự tiến bộ như vậy. Đừng có đếm ngay để mà suy ra kết quả, mà chỉ đếm ngay để thấy là mình tự hào về bản thân mình là mình đi được từng đó rồi. Và cái sự thay đổi nó sẽ tạo ra khi các bạn ngưng cái việc đếm và chỉ là xem cái việc học nó giống như là việc ăn, việc ngủ, việc ra đường thì phải mặc quần áo, giống như là việc tự nhiên nó là hàng ngày trong cuộc sống của mình sẽ có lúc lên lúc xuống. Lúc lên cũng đừng có phấn khích, mà lúc xuống cũng đừng quá là nhụt chí, mà có lên thì sẽ có xuống thôi, cứ bắt lên mãi thôi lên được nên là thương thôi, lên được xuống được, ngày nào cũng học là được thôi. Rồi, chị cảm ơn Thu nhiều nhé. Bây giờ là chị cả chị Linh ạ. Xin chào cô giáo, xin chào mọi người. Chị thấy các bạn mặc dù còn trẻ nhưng mà cũng có rất nhiều cái để chị học ở đây rồi. Và nhiều cái mà chị nghĩ đến thì các bạn cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng bản thân thì chị cũng chỉ chia sẻ cho là vì có thể là chị đã nhiều tuổi rồi, cho nên là chị đã trải nghiệm nó nhiều. Vì chị cũng cần, khi mà nghe các bạn chia sẻ chị thấy chị ở trong đó, nhưng mà đã qua rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì để nói là cô Hằng bảo chị chia sẻ là sao để đi làm, vừa đi làm mà vừa đi học mà vừa chăm sóc gia đình mà mọi thứ đều tốt, đúng là quá hoàn hảo.
Nhưng mà cái gì nó có cái cách hoàn hảo của nó cả, đúng không? Đấy thì chị nói có mỗi một cái thứ chữ rồi là chữ đúng việc. Đây là khi đi làm á, thì cũng như có một cái bạn nãy là như bạn Tuyền hay bạn Hà là cũng nói, tức là đi làm á thì mình đặt tâm cho cái việc làm, toàn bộ cái đấy là đúng việc. Rồi xong là đến khi mà mình quay sang mình chăm sóc gia đình, mình cũng là đặt hết cái tâm chỉ cho cái việc đấy. Đến khi học cũng thế, thì thành ra là nó rất là tiết kiệm thời gian. Thế thôi, đấy là cái việc đấy. Và mỗi một khi mình đã đặt đúng việc rồi thì mình phải tìm niềm vui trong cái việc của mình làm đấy. Vì sao mình đi làm vui? Vui là vì mình được tiền, vui là vì mình được người ta công nhận cái giá trị bản thân, đúng không? Xã hội công nhận vị trí xã hội này nọ, rồi chăm sóc gia đình ấy. Thì mình vui là vì mình làm cái điều tốt lành cho chồng, cho con, cho ba, cho mẹ. Đấy là cũng là cái niềm vui của mình như thế. Thì khi mà mình tỏa sáng, mình tỏa ra những cái thứ mà mình cống hiến như thế, thì tự nhiên mọi người cũng đẩy lại cho mình những điều biết ơn. Vô tình có thể không nói, có thể là không lời, nhưng mà nó sẽ có những cái cảm giác mình nhận được. Rồi thì thế còn cái việc học là gì? Các bạn thấy chị 51 tuổi học vẫn rất thích học, mà đang còn xin cô Hằng học IELTS nữa, nhưng mà không biết là như nào. Nhưng mà nói thật là cô Hằng hỏi chị có quyết tâm không, chị cũng chị không hẳn nói là quyết tâm hay không, nhưng mà chị cứ học thôi. Chị học như là cái việc chị đang uống nước vậy á. Chị học như là chị sẽ nấu cơm vậy á, kiểu như thế. Tức là chị đối mặt với mọi thứ nó cứ bình thường như là mọi thứ, nó vẫn thế, và chị vẫn cứ làm thế. Thì có thể là cuộc đời nó đã làm cho chị trở thành một người nó không sợ gì cả nữa cả. Đấy, thì đến cái tuổi này ngồi đây không biết mọi người có cười chị không, nhưng mà chị thì thấy chị thích lắm. Tại vì ngồi đây toàn nhận được những năng lượng trẻ trung, khỏe mạnh, rồi thì rất là bừng sáng như thế. Thì mà chị thấy rất nhiều cái chị muốn học hỏi. Chị thấy cái bạn Liên sao bạn giỏi dữ vậy, bạn làm mọi thứ nó chi tiết mà nó rất là khoa học như thế. Chị không phải là người như thế, chị không làm được như Liên. Nhưng mà chị nói là nếu các bạn, có nghĩa là chị nói các bạn khác là không làm được như Liên thì cũng đừng có buồn nha. Tại vì chị cũng như thế. Mỗi người có một cách để tiến lên, và mỗi người có một cái khả năng của mình. Cho nên là cứ vui thôi. Chị vẫn luôn, ngày nào chị cũng rất là hăm hở. Và bây giờ chị đang có một cái nhóm mới, các bạn trẻ lắm. Cô Hằng đang gửi chị đến cái nhóm đấy, chứ không phải gửi nhóm đấy cho chị nhé. Chị thấy đây, cô Hằng đang gửi chị cho cái nhóm đấy. Thế là chị đang rất là hứng thú với cái nhóm này. Toàn là các bạn trẻ và rất là giỏi, và cũng có rất trẻ mà vẫn đã có một cái đời sống tâm linh tốt rồi. Chị thích lắm. Chị đang rất là hân phận với cái điều đấy, để chị mỗi ngày chị dạy. Thực ra có ví dụ như ngày hôm qua chị vừa chích cái mũi 3 vaccine ấy, thì hôm nay nó hơi mệt, chị không muốn dậy, nhưng mà chị nói nhưng mà có thể liệu mấy đứa nhỏ này nó có đợi mình không nhỉ, thôi phải dậy thôi. Đấy, cảm ơn cô Hằng, rất là cảm ơn các bạn trẻ, rất là cảm ơn cái nhóm này. Mình đáng yêu lắm. Ê, còn một chuyện nữa này. Khi nãy cô nói là làm sao để mà là học được tốt ấy. Có một cái bạn chưa có gia đình là bạn Phong nhá. Bạn nói một điều là cần phải có cái sự hỗ trợ của partner ở trong nhà hoặc là ở đâu đó, đúng không? Đúng. Cái đấy là mình muốn cái chuyện đó là mình phải có một cái sự truyền thông tốt cho họ. Cho họ biết là cái việc học của mình là một cái nhu cầu để thở, để uống nước của mình đó. Nên là họ mà và cái việc học của mình là vì mình vui thích về việc đấy, có cái việc học mình vui thích, cho nên mọi người hãy giúp đỡ mình, cho mình một chút niềm vui nhỏ, vì mình đã cống hiến cho họ những thứ khác rồi. Mà nhiều khi nhá, mình không nói á, mình bắt người ta tự hiểu là người ta không hiểu được. Không phải ai mà ở trong đầu mình đâu. Thế mình nói cho họ biết là
anh giúp cho em cái này hay là em giúp cho anh cái kia, tại vì anh phải hoàn thành cái bài này. Ok, liệu nếu mà một cái người thân của bạn nhờ như thế, bạn có giúp không? Sẵn lòng quá chứ. Mà khi mà giúp như thế, mà mình nhận được cái sự giúp đỡ, hoặc là mình đưa ra cái sự giúp đỡ, cái sự năng lượng đều tiến lên hết. Đấy. Ok. Em cảm ơn chị Linh. Và một cái bí mật mà Hằng muốn tiết lộ cho các bạn, chị Linh là chủ trung tâm ngoại ngữ GK ở Vũng Tàu. Và các bạn có cảm thấy là yên tâm khi gửi con mình cho một người như chị Linh hướng dẫn không? Quá tuyệt đúng không? Và các bạn thấy đó, age is just number, behavior is more important. Tuổi tác nó chỉ là con số thôi. Cái behavior nó mới quan trọng hơn nhiều. Và chị Linh nói là phải truyền thông cho người khác hiểu, phải nói thì người ta mới hiểu, chứ đứng để người ta tự hiểu người ta không hiểu được đâu. Xong rồi lại dối, người ta không thì lại dối. Và với tốc độ nhảy dây của chị Linh thì chắc chắn 10 năm sau sẽ trẻ trung như chị Linh. Chị đang nghĩ đến cái chuyện nhảy dây mà chị lại hơi bị cái gì nhỉ, mà tĩnh mạch nhé, không biết nhảy dây là có vi phạm gì không? Em nghĩ là tốt đấy, em nghĩ là tốt. Ở đây có quyển Đúng Việc, thì thông điệp đầu tiên mà chị Linh chia sẻ là Đúng Việc, thì có một quyển sách là Đúng Việc của thầy Giản Tử Trung, các bạn mua quyển đó về đọc, quyển đó là hay. Giản Tử Trung chính xác là như vậy. Chị Linh có thể chia sẻ một chút về quyển sách này được không, để cho các bạn là có thể đặt về đọc? Tại vì chị cái cuốn này chị là rất sợ chia sẻ. Chị muốn các bạn tò mò đấy. Chị muốn nói cái chữ như thế để các bạn tò mò. Tại vì chị thấy rằng là khi chị đọc và khi con chị đọc và khi chồng chị đọc nó khác nhau lắm. Cho nên chị muốn các bạn, đấy là một cuốn rất là tuyệt vời. Các bạn hãy đọc cuốn đấy. Và khi mà đọc rồi á, thì chúng ta sẽ đàm đạo thì chị thích hơn. Đấy, các bạn riêng cái cuốn mà Đúng Việc ấy, chị có thể chia sẻ những cái cuốn khác được, nhưng mà riêng cái cuốn này chị không muốn chia sẻ, chứ không phải là chị chưa muốn chia sẻ nha. Có thể là mình tổ chức một cái buổi khác để mọi người đọc đi đã, xong rồi bắt đầu chia sẻ. Đúng rồi, đúng, cái cuốn này nó làm cho mọi người cứ thoải mái lắm mà. Không, thôi cứ để mọi người cứ tự tò mò đi, chị đặt. Ok. Rồi thì mình sẽ quay lại với một quyển Đúng Việc sau. Như khi có một quyển sách người ta viết ra là nó tích lũy cả một cái đời chiêm nghiệm và làm việc, và mình chỉ mất khoảng 2 tuần để đọc, quá thức là lời lại. Nên là đọc cả Đúng Việc sau. Rồi, em cảm ơn chị Linh rất nhiều nha. Rồi bây giờ Hà đó, Hà đó em. Vâng, em chào mọi người ạ. Nay thì em thấy mọi người đã chia sẻ rất là đầy đủ những cái phương pháp rồi ấy. Thì nay em chỉ muốn kể cái câu chuyện học tiếng Anh của em ấy. Tại sao lại đi học tiếng Anh? Thực ra thì em biết chị Hằng là khoảng từ năm 2013-14 ấy. Cái thời mà vẫn còn blog 360 ấy. Xong rồi là cái tít nó dài như cái dây điện này, còn bên dưới cái nội dung thì nó cứ vuông vuông ấy, mà nhìn nó rất là, nó không được hiện đại như bây giờ. Thì là chị hàng xóm của em là cũng có mơ ước du học tiếng Anh, đi du học. Thế là em cứ hay mò vào tường của chị để xem những cái bài của chị viết ấy. Thì là chị, ví dụ chị comment ai thì em lại chui vào cái tường của người đấy. Ý là cứ thấy ai hay thì em lại chạy sang. Thế là cuối cùng là em nhảy sang tường của chị Hằng. Và nên là em cũng kiểu kết bạn và theo dõi ấy. Thì là cứ mỗi ngày chị Hằng lại đăng một cái bài chia sẻ về, có hôm thì là về những cái cây cầu ở bên Nhật này, mà nó cứ uốn lượn như này, nhìn rất là độc đáo ấy. Xong rồi hôm thì là về những cái bông hoa, mà ý là cách sắp xếp ấy, vì là cái gì nó cũng có cái trật tự, nó sẽ có cái sự đối xứng ấy. Mình cứ để ý những cái bông hoa hoặc những cái lá cây gì ấy, tất cả nó đều có sự đối xứng ở trong đấy. Mặc kể cả nó có mọc lệch đi hay là nó bị lẹm đi thì dù thế nào nó cũng có sự đối xứng. Ý là ở trong tự nhiên nó rất là kỳ diệu ấy. Rồi là khi mà ý là cái cây đấy mình nghĩ là nó không biết gì ạ, nhưng mà khi mà có một người mà định đốt nó đấy, thì là người ta đo được cái việc là nó có cái sự lo sợ, và nó sẽ nghĩa là nó phản ứng giống như là giống như là một người mà đang nói có cái rung động đấy, chứ không phải là nó vô tri vô giác ạ.
Thế nên là em ý là em đã theo dõi từ rất lâu lâu rồi. Thế sau đến hồi mà chuyển sang Facebook ạ, thì em không thể tìm được cái Facebook của chị đâu cả. Ý là em muốn tìm lại chị thì em không tìm được. Thế là mắng đi một thời gian thì là em đọc được quyển sách Lên Núi Học Tiếng Anh. Và sau khi mà em mua về thì em quyết định là sẽ đăng ký khóa học. Và nghĩa là cái học phí nó cũng khá lớn so với lại cái thu nhập của mình, nên là mình cũng phải cũng phải dành đến nửa năm để tích lũy và quyết định đăng ký khóa học ấy. Thì em nghĩ là với một người mới đầu vào học thì khi mà mình tham gia một cái khóa học như này, bởi vì trước đây mình cũng đã từng học ở rất nhiều trung tâm rồi và mình biết rất nhiều phương pháp rồi ấy, thì khi mà mình xác định học cái phương pháp nào, ví dụ như của chị Hằng bây giờ, thì mình sẽ giống như là một tâm lý tờ giấy trắng ấy, nghĩa là mình sẽ không sử dụng những cái cũ để cho mình phải đấu tranh rất nhiều, ví dụ như là của chị Hằng như này nhưng mà của người khác như thế, mình đã học theo lối mòn như này rồi và đấu tranh như vậy thì nó rất là mất thời gian cho mình khi mà mình phải chọn giữa những cái phương pháp này và phương pháp kia. Và cái lúc đấy thì em đúng là em tờ giấy trắng luôn ạ. Cô bảo như nào thì em làm như vậy luôn. Cô bảo tập như nào hay là cô bảo xem video nào em cũng xem như vậy. Và em nhớ hồi đấy là cái âm ơ của chị Hằng là nó rất là lâu thì em mới tập được. Tầm lúc đấy là những cái mọi người khóa trước là chỉ tầm một tháng hay tháng rưỡi là đã tập rồi, nhưng mà khóa của em thì hơn tầm đấy thì chỉ có một vài bạn là tập được. Thì cái lúc mà tập cái âm ơ ấy thì là cứ cái lúc mà ăn cơm xong ấy là em hay chui vào trong nhà nhặt nắm ấy. Sao vậy em? em tập cái đấy. Mà nhiều khi cô bảo là thay đổi cái vị trí lưỡi hay là vị trí miệng gì ấy, thì em cũng cố gắng thay đổi. Mà có một lần mà em tập xong rồi nó thé thé thé, thì em ghi, em gửi cô Hòa, thế cô bảo là ô không được cái này nó không, nó buồn cười quá. Thế là lần đấy em lại làm đi làm lại, nói chung là làm đi làm lại rất là nhiều lần, thì cũng đến một ngày là cũng được pass qua cái âm đấy. Lúc đấy thì rất là sung sướng ạ, rất là sung sướng là vì là mình đã pass qua. Thật sự là như vậy. Còn là cái việc học của em thì tại vì là rất là yêu, em thấy em rất là yêu cái môn tiếng Anh này. Với lại một lần là trải nghiệm của chính em, vì là tiếp một khách hàng, khi mà người ta đến thì nghĩa là những cái về mà giao tiếp bình thường hoặc là những cái hướng dẫn về nghiệp vụ thì là mình vẫn nói được, nghĩa là người ta hỏi thì mình vẫn trả lời được và người ta vẫn làm được, ví dụ mở tài khoản hoặc là những cái ví dụ chuyển tiền thì ok, nhưng mà ví dụ người ta đến mà tầm giờ trưa mà người ta mướt mát mồ hôi ấy, thế là em muốn hỏi là ví dụ vừa đi đâu về hoặc vừa làm gì ấy, thế là em cứ ngẩn nó te nó xong rồi em không biết hỏi làm sao. Xong rồi thậm chí nhiều khi nói thế là họ cứ ngơ ra là họ chả hiểu cái gì, mà lúc đấy mình thấy xấu hổ quá, mình bảo không, mình bảo thấy xấu hổ lắm ấy. Thế là mình mới quyết tâm là mình đi học, và thế là thực sự là mình cũng rất là cố gắng ấy. Mình dành thời gian mỗi ngày buổi sáng thì mình học với lại mọi người, trong buổi tối thì mình cố gắng dành 30 phút đến 1 tiếng. Mới thực ra là em thấy kiểu ở nhà thì bố mẹ với cả chồng rất là ủng hộ ấy, nên là mọi người trông con hay là mọi người giúp đỡ mình rất là, để cho mình có thời gian ấy, nên là mới có được, là ý là cũng tạm thấy mình cũng ổn ổn về cái phần đọc ạ. Còn là cái phần từ vựng và ngữ pháp thì vẫn phải bồi dưỡng thêm nhiều, bởi vì lần này mình cũng ít đọc và ít ít nghe. Cảm ơn Hà, cảm ơn Hà rất nhiều. Em chia sẻ khỏe. Và âm ư nhân thoại đúng không? Vượt qua được âm đó bưng bất chết. Vâng. Rồi, bây giờ là Hân ạ, còn Hân và Tang nữa nào. Cảm ơn Hà nhé. Cảm ơn. Em xin chào tất cả mọi người, em là Hân,
khóa 68 em cũng có xin chia phép một vài cái kinh nghiệm bản thân nho nhỏ thôi, để làm sao mà vừa có cái thời gian mà hoàn thành công việc ở cơ quan, mình lại có thời gian mình học tiếng Anh, rồi thời gian chăm sóc gia đình của mình nữa. Thì cái đầu tiên thì để làm được những cái điều trên thì mọi người phải có một cái sức khỏe thật là tốt và một cái tâm thật là bình an. Đó thì em đã thực hiện được các bài luyện khí hàng ngày nè, rồi em chuyển sang một cái chế độ ăn là thuần thực vật, và em tranh thủ đi bộ mỗi lúc mọi nơi, và em thực hiện là thiền định mỗi ngày. Thì khi mà mình đã khỏe rồi, mình bình an rồi thì mình nhìn ai cũng thấy dễ thương hết. Mình làm cái gì mình cũng thấy có một cái giá trị, có ý nghĩa ở trong đó hết. Đó thì cái đó là cái điều đầu tiên em xin chia sẻ. Điều thứ hai nữa là em xác định là cái việc học tiếng Anh là một cái quá trình, một hành trình rất là dài. Đó chứ không phải ngày một, ngày hai mà mình có thể giỏi được. Cho nên là thỉnh thoảng thì mình mệt thì mình có thể nghỉ ngơi, nhưng mà mình nhất định không bỏ cuộc. Và điều quan trọng nhất á, là mình phải hiểu mình. Mình hiểu mình thì mình mới có thể hiểu người khác được. Thì mình biết mình đang đang không hoàn thiện ở điểm nào thì mình sẽ tìm cách để mình hoàn thiện, mình nỗ lực trong quá trình mình học thì để mà mình hoàn thiện hơn. Thì cái đó là một cái quá trình dài lắm nha mọi người. Nhưng mọi người đừng nghĩ rằng là một tháng, hai tháng hoặc một năm gì có thể là giỏi thôi nha, không có luôn nha. Tùy theo mỗi người, tùy theo năng lực mỗi người thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ hành trình học tiếng Anh của em thì em vẫn còn phải là đang học với mọi người. Là cũng lúc thì up, lúc thì down, nhưng mà nó đến với em như thế nào thì em ghi nhận như thế đó. Đó thì tiếp theo thì em cũng có một cái chia sẻ là cái việc học tiếng Anh của mình đó, thì em cũng chia sẻ với mọi người, rồi nhờ mọi người giúp đỡ em để khi mà em không có cái thời gian để em học đó, thì mọi người cũng có cái ủng hộ em. Thì đặc biệt là em có một cái cô con gái nhỏ, thì để mà mỗi ngày mà phải tham gia trên lớp học nhóm với mọi người và học với thầy cô đó, thì con em phải tập tự lập. Thì qua một năm em học tiếng Anh thì em nhận ra một điều là con em đã tự lập được rất là nhiều, từ trong cách sinh hoạt, từ trong học tập. Thì cái đó là điều em cảm thấy em rất là vui. Rồi em chỉ có nhiều chia sẻ đó thôi, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. bản thân thân làm ở hải quan đó, bạn nào mà chuyên về xuất nhập hàng liên hệ với bản thân để hân hỗ trợ nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Cứ thân ai để lo, thân mẹ mày lo, thân con lo. Người cuối cùng nào, Trang ấy. Dạ, chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, K68, và hiện tại là K68 phải đã kết thúc học và học rồi ạ. Hiện tại là một trợ giảng của nhóm 2 K64 ạ. Hôm nay em xin chia sẻ với cái chủ đề là làm sao mà vừa bận rộn công việc ở cơ quan này, việc nhà này, mà vẫn sắp xếp được việc học và học tốt. Thì em có 3 cái tip để em có thể gọi là duy trì được đến thời điểm hiện tại là hơn một năm quá. Đầu tiên đó là các công việc em thì sẽ lên kế hoạch cụ thể. Em thường thì em sẽ ghi ra một cuốn sổ nhỏ các cái đầu mục công việc hàng ngày của em hiện nay. Đó, từ sáng cho đến tối, ghi rõ cụ thể ngày nào, giờ nào mình sẽ làm việc gì luôn. Thường công việc ở công ty thì em sẽ chia ra làm có 3 cái công việc của em. Em đặt 3 mục tiêu sẽ phải làm hoàn thành công việc ở công ty. Và em tuyệt đối là không mang công việc về nhà, hoàn thành thật tốt cái công việc ở công ty của mình. Và trong cũng hơn một năm qua thì em còn được thăng chức nữa ấy. Có nghĩa là vừa học được tốt tiếng Anh, còn vừa làm được tốt cái công việc ở công ty để được ghi nhận nữa. Đó, em rất là mừng ạ. Dạ. Và thứ hai đó là để tham gia được khóa học tốt ấy, và kể cả công việc tốt nữa, thì em cũng nhờ có là sự hỗ trợ từ người thân, từ bố mẹ này, từ chồng, đặc biệt là chồng em. Đó. Và tức là mọi các cái việc mà có thể giao được lại cho chồng và nhờ bố mẹ ông ba, thì mình sẽ nhờ, ví dụ việc chăm con. Nói chung là việc giao nhờ được là em đều nhờ hết. Dạ. Và thứ ba đó là cái tiếp thứ ba của em đó là em tạo thói quen tốt. Thực ra cái này thì mới gần đấy em học được thôi, nhưng mà thực sự nó là thay đổi em trong các khoảng, nó thay đổi em rất nhiều và giúp cho em tốt hơn rất là nhiều. Cảm thấy gọi là cuộc sống xung quanh nó đơn giản thực kia, nó đơn giản lắm. Đó. Thì thói quen tốt của em ở đây là gì? Thì gần đấy thì em tạo được thói quen tốt là cùng với con em học mai vào buổi tối. Thì kế hoạch của em, mục tiêu của em đặt ra rất là đơn giản thôi, đó là mỗi buổi tối thì sẽ cùng đọc
sách tiếng Anh với con em hai quyển. Hiện tại là em đang đọc quyển Fresh Level AA. Khi bé nhà em mới có 3 tuổi thôi. Mỗi tuổi em chỉ cần hai quyển, đọc hai quyển đó với con thôi. Tức là để tạo thói quen học, cả mẹ cả con sẽ cùng có cái thói quen đó. Thì hiện tại thì chồng em cũng tham gia vào cái việc là hỗ trợ đọc sách này cũng có đấy. Em thấy là nó rất là tốt. Ngoài ra thì con có những cái thói quen tốt nữa, là ví dụ như em cũng giống như chị lúc nay chị Tính họ chia sẻ đó, là có thói quen dậy sớm á. Thì trước đấy, trước khi tham gia vào khóa học á, thì em chưa bao giờ nghĩ em có thể dậy được 5 giờ cả đó. Nhưng mà hơn một năm qua, cái việc dậy 5 giờ đối với em nó trở thành chuyện bình thường, trở thành thói quen đấy. Mặc dù sáng nào mình không có buổi sáng, mình không cần phải dậy sớm, nhưng mà cứ tâm đó là mình đã phải từ dậy, nó không thể nào ngủ được nữa ấy. Đó, em nghĩ đó là một điều rất tốt ạ. Đó, đó là ba cái tip mà em nghĩ là em thành công được đến ngày hôm nay ạ. Em có thể duy trì được mọi thứ rất là tốt đến ngày hôm nay. Và hiện tại là em cũng đang bầu đến tháng thứ 7, nhưng mà cái việc dậy sớm này, rồi cái việc tất cả những cái việc, mọi việc công việc, gia đình và cả cái việc học tiếng Anh này em đều có thể tham gia tốt được, với một sức khỏe và là rất là tuyệt vời luôn. À, em chia sẻ một chút nữa là hiện tại công việc của em ấy, thì một ngày em phải đi xe khoảng tầm 100 cây, bởi vì em làm ở huyện á, thì một ngày em sẽ đi và về hết 100 cây số, tức là mất 2 tiếng ngồi xe. Nhưng mà thực sự là hơn một năm qua khi tham gia công việc học, em thấy là em vẫn có thể làm được mọi thứ rất là tốt này. Ba cái em đạt được hơn trong một năm qua là em thăng chức này, em tham gia khóa tiếng Anh này, em bầu bé thứ hai 7 tháng đó. Em nghĩ rằng là em có thể làm được thì như vậy, những cái điều được như vậy thì em nghĩ là ai cũng sẽ làm được, nếu như mọi người muốn làm cái điều đó ạ. À, em cảm ơn ạ, để đó là những chia sẻ của em. Các bạn thấy chưa, một ngày bà ấy đi bộ đi làm 100 cây số vô đi xe bus về, còn chăm con, có bầu em bé thứ hai, là kế toán trưởng nữa, nên là cái công việc của bà ấy là cực kỳ nhiều, mà bà ấy vẫn có thể handle và làm mọi việc rất là tốt. Nên chỉ cần mình có một kế hoạch và mình cam kết từng bước một là tất cả mọi thứ nó đều ổn. Thì Hằng hy vọng với các cái chia sẻ hôm nay là các bạn khóa mới và các bạn đang đi khoảng một giữa hành trình của mình, các bạn sẽ tìm thấy được là cái cách để mà tự vạch ra con đường cho chính mình. Và Hằng cảm ơn các bạn rất là nhiều, các cái speaker tham gia vào chia sẻ hôm nay rất là chân thành và thực sự chi tiết và khoa học như vậy. Và cái buổi này á, là Hằng mới plan ở trong trưa nay, nên có rất nhiều bạn từ các khóa Hằng chưa nhớ ra để mà mời các bạn nữa. Và Hằng nghĩ là sẽ các cái chia sẻ của các bạn cả nó còn rất là nhiều nữa, mà Hằng nghĩ là ngang tuần này là đã đủ để cho các bạn hình thành được một cái bước nền cho mình để trong giai đoạn tiếp theo mình đi vững vàng. Và mình còn hứa với nhau một buổi nữa là chia sẻ về quyển sách Đúng Việc, các bạn đi đọc quyển này nhá. Bye bye các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều và bye bye nhá.